Trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta thường có khi mình tạo tội. Chữ tội là gì? Khi mà chúng ta cố tình chúng ta làm một việc gì đó thì không phải là mình, khi mình làm một cái điều sai, người khác có thể ảnh hưởng. Không phải người ta lãnh mà người ta ảnh hưởng. Ví dụ như vừa rồi ở bên Mỹ thì cái ông cảnh sát đè cổ một cái người Mỹ đen đó, thì cái ông kia ông tắt thở ông chết. Thì bây giờ dân những người da đen họ đánh phá, họ đốt các cái khu cửa tiệm. Thì bây giờ buộc lòng là phải đem cái ông cảnh sát đó ra xử. Và những người có cùng cộng tác với ông cũng ảnh hưởng ít nhiều. Người ta không có lãnh hết cái nghiệp của một ai đó, nhưng mà trong cuộc sống mình làm một cái điều gì, nó có thể nó ảnh hưởng đến người khác. Ở đây là Pháp Hòa muốn có một câu hỏi, là tại sao mình không thể lãnh nghiệp giùm người khác, nhưng mình có thể hồi hướng công đức của mình cho người đó. Thường thường ở trong cuộc sống, mình làm việc gì tốt trong Phật Pháp mình hay nói hồi hướng. Nhưng mà mình biết rằng không phải mình hồi hướng mà người đó được. Tại sao? Tại vì người đó cũng phải có cái phước để nhận được cái phần hồi hướng của mình. Bây giờ mình nói đơn giản trong cuộc sống, thường thường người ta nói mình nói mình gặp người ta mình chia buồn. Nhưng mà mình thật sự nếu người ta chia mình có dám lãnh không? Rồi mình gặp người ta có niềm vui mình nói xin chia vui. Vui ai dám cho, ai cho. Thành thử ra cái vấn đề mà chúng ta hồi hướng là cái tâm thiện lành. Khi chúng ta làm được việc tốt, chúng ta nghĩ đến, chúng ta muốn chia sẻ. Cũng giống như mình nấu một món ăn, mình đem ra, mình nói tôi nấu món ăn mời hết tất cả mọi người. Nhưng mà trong đó có những người ăn được nhiều, ăn được ít, và có những người không ăn được. Và những người không ăn được là tại vì cơ thể họ không thể tiếp nhận được cái món ăn đó. Những người ăn ít là bởi vì có thể họ không quen món ăn đó. Những người ăn được nhiều là họ thích. Thì cái phước của chúng ta trang rãi đồng đều, nhưng mà tùy theo mỗi cái phước của mọi người mà người ta tiếp nhận. Cũng giống như một cái người, người ta nói một cái điều hay, cũng chưa chắc mọi người sẽ tiếp nhận. Cho nên nhưng không vì vậy mà chúng ta không nói điều hay. Mình cứ nói, mình cứ tiếp tục mình sống tốt, mình tiếp tục mình chia sẻ cái điều lành. Còn bao nhiêu người hấp thụ, bao nhiêu người được tiếp nhận là tùy. Tại vì sao? Vì cái duyên của mỗi người nó mỗi khác. Cho nên khi mà chúng ta nói là chúng ta thật sự chúng ta không thể lãnh, nhưng mà chúng ta có phần ảnh hưởng. Ví dụ bây giờ trong đây có một người nào làm sai, thì cái người chính đương sự đó, đó là nghiệp của họ rồi. Còn mọi người xung quanh là có cái phần ảnh hưởng. Cho nên mình hồi hướng hay là nghiệp ở trong cuộc sống đã là nghiệp của mỗi người thì ai cũng có phải tự nhận cái đó. Thì phước cũng vậy, phước của mình thì mình hưởng thôi. Còn cái phần mình chia sẻ đó là tùy theo cái phước duyên của mỗi người. Chứ không phải mình học mình nhưng không thể không hồi hướng. Nhưng mà trong cái tâm niệm lành, có nhiều người người ta cũng không có niệm lành đó, thì người ta đâu có chia sẻ cho ai. Nhưng mà trong Phật Pháp là mình luôn luôn khuyến thiện. Còn cái vấn đề là lãnh nghiệp, không lãnh nghiệp cho ai, để mình nói để chi? Để mọi người đừng có ỷ lại vào người khác. Đừng có ỷ lại vào người khác để tự mình sống tốt. Còn nói là hồi hướng là để tự đương sự cái người tu tập niệm lành luôn luôn sống mà biết trang rãi đến mọi người. Cho nên á, thường thường mình gặp ai đó mình nói tội nghiệp. Tội nghiệp là gì? Nghĩa là cái nghiệp họ làm bây giờ thành cái tội. Nhưng mà chúng ta chỉ nói có một câu tội nghiệp mà chúng ta quên một câu thứ hai là gì? Phước nghiệp. Họ có cái phước, họ sống bằng cái nghiệp đó. Ví dụ có những người sống luôn luôn biết thương mọi người, biết nghĩ đến mọi người, sống trong chúng mà luôn luôn đến với chúng mà ai người ta cũng hạnh phúc, thì cái đó là cái phước nghiệp của người đó. Nhưng mà một người nào đó sống trong chúng mà họ luôn luôn họ làm những cái điều khó khăn cho chúng, thì cái đó là tội nghiệp. Thật nữa ra mình lâu xưa giờ mình nói có một câu cứ ai thấy khổ khổ nói tội nghiệp. Nhưng mà tại sao có những người người ta sống thiện lành thì chúng ta có câu thứ hai chúng ta nói là phước nghiệp.
Cho nên đừng chỉ có một câu tội nghiệp mà quên cái phần phước nghiệp. Chứ ở đây cũng thế, đa phần chúng ta nói hồi hướng, nhưng mà chúng ta biết rằng cái hồi hướng đó là cái tâm thiện lành chúng ta muốn chia sẻ cho mọi người. Còn nhận được bao nhiêu là tùy phước của họ. Còn nghiệp ai dám lấy? Trong cuộc sống này không ai dám nhận của ai. Nhưng mà có phần ảnh hưởng. Mình làm tốt, mình làm điều không đúng thì trong gia đình mình cũng có phần ảnh hưởng. Còn mình cũng phải là cái người lãnh cái nghiệp đó. Cho nên chúng ta nói cộng phước, cộng nghiệp. Phước có thể cộng, nghiệp có thể cộng. Nhưng mà lãnh thì người đương sự phải lãnh. Còn những người xung quanh là chúng ta ảnh hưởng cái phần nghiệp hay phần phước thôi. Nói cho rõ như vậy. Câu hỏi thứ hai. Con xin cảm ơn những gì Thầy đã và đang làm cho những Phật tử ở hải ngoại này. Xin Thầy giải thích giúp con một trong những điều răn của Phật về một người bạn tốt là đệ tương phú tàn. Nhiều website dịch là mình có gì thiếu sót, khuyết sót, không hay, họ đều che giấu cho mình. Có nơi khác thì Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ đến khi thiện căn họ thành thục. Bây giờ sẽ chỉ cho họ thấy rõ chân lý đích thực, rõ lý chân như đích thực. Con vẫn chưa hiểu tường tận. Thưa đại chúng, cái câu hỏi này á, cái câu mà đệ tương phú tàn á, là nó nằm ở trong cái gọi là thiện hữu thất sự hôm trước mình có học đó. Tức là bảy cái điều thiện của một người bạn, bảy điều kiện để được nhận định là một người bạn tốt. Thì cái câu này là một trong bảy cái đó. Ví dụ như là tao khổ bất ly nè, tức là khi mình khổ nạn không bỏ nhau. Bần tiện bất khinh, lỡ người bạn đó nghèo khổ mình không có khinh thường. Mật sự tương cáo là có những gì gì đó thầm kín chúng ta đều chia sẻ cho người bạn đó. Rồi đệ tương phú tàn là tương trợ với nhau, che giấu những cái lỗi lầm sai sót của nhau. Rồi nang tác, mà nang tác, chữ nang là khó. Nang tác như là việc khó làm mà mình có thể làm cho người đó. Rồi năng giữ, mà năng giữ tức là việc khó giữ mà chúng ta cũng cố gắng giữ được. Rồi năng nhẫn, mà năng nhẫn tức là chuyện khó nhẫn mà mình cũng nhẫn được. Cái đó gọi là bảy cái đó gọi là thiện hữu thất sự, tức là bảy việc, bảy vấn đề mà được nhận là một người bạn tốt. Thì trong này có cái câu là đệ tương phú tàn, tức là mình tương trợ với nhau, che giấu, ẩn tàng những cái lỗi của nhau. Thì trong này mới nói rằng có nơi giải thích mình có gì khuyết sót không hay họ che giấu cho mình. Cái này là một cái lối giải thích ngắn gọn theo cái nghĩa của cái câu là đệ tương phú tàng. Nhưng mà nếu mà giải thích chi tiết thêm, tại sao mình phải giấu, tại sao mình phải giấu điều đó, là bởi vì thứ nhất mình thấy rằng cái này chỉ là một cái lỗi và người này có khả năng phục thiện. Và mình thấy rằng bản thân của người này có nhiều khả năng, có nhiều khả năng làm những cái điều hay hơn nữa. Cho nên mình không thể nào vì một cái lỗi nhỏ của họ mình phô trương, mà mình phải cố gắng bao che để làm gì? Để giúp cho người đó cải thiện, để giúp cho người đó sống tốt. Cái này là trong cuộc sống, không phải là bạn bè không, huynh đệ, những người thân của mình, nếu mình thấy rằng họ có nhiều cái hay, mà họ, nếu mà họ được giáo hóa, họ được thấm nhập, họ có thể thay đổi tốt. Cho nên một cái người bạn tốt là cái người, ở đây là thiện hữu thật sự này, là một thiện hữu, là một người bạn lành. Mà người là bạn lành này có đủ hai phần từ bi và trí tuệ. Từ bi là thương cho cái người bạn kia, trí tuệ là biết cách làm sao ứng xử để giúp cho người bạn của mình chuyển hóa. Cái này là cái đặc biệt, chứ không phải là một, mình có được một người bạn như thế này đó, thật sự người bạn này đúng là thiện tri thức,
chứ không phải những người bạn bình thường trà dư tửu hậu, mà những người bạn này là họ luôn luôn họ sống bằng cái sự tu tập của họ. Cho nên họ thấy mình sai, điều đó không có đáng, họ có thể che giấu để làm gì? Để mong cho mình chuyển hóa. Mà mình á, là cái người mà một người, mình là người bạn với họ đó, thì mình cũng phải có cái tàm quý, cái là tự xấu hổ với mình, tự xấu hổ với người kia, tự xấu hổ với mình là cũng thấy xấu hổ với người kia. Người kia sao luôn luôn trợ duyên cho mình mà mình không có cái tâm phục thiện, không có cái tâm chuyển hóa, thì mình bị mất đi cái duyên lành gặp được những người bạn này. Thành thử ra họ không phải như những người bạn bình thường là dễ dàng buông bỏ nhau. Thật ra thí dụ mình chơi với bạn đi, phải không phải dẹp, cái đó bình thường. Bạn như vậy trong cuộc sống này nhiều lắm. Nhưng mà những người bạn mà nan giữ, nghĩa là những người bạn mà rất, cái người bạn này có những chuyện mình khó giữ lắm, khó giữ gìn lắm mà mình giữ gìn được. Ví dụ như mình giữ gìn được cái tâm từ bi với họ, mình giữ gìn được cái tâm bao che cho họ, giữ gìn được cái tâm lân mẫn với họ, năng nhẫn, chuyện khó nhịn mà mình nhịn được. Có nhiều khi họ lấn lướt mình mà mình vẫn nhịn họ. Còn cái chuyện mà người ta lấn lướt mình rồi mình phải cho họ biết tay rồi chấm dứt bạn, thì những cái bạn đó chỉ là bạn trong thế gian bình thường thôi. Còn đi tìm được một người bạn mà luôn luôn ôm ấp mình, bao che mình, không phải dễ. Cũng giống như huynh đệ thôi. Thí dụ bây giờ mình sống chung một chùa với nhau, mình không phải là chị em, anh em ruột thịt, là những người huynh đệ cùng tu chung một chùa. Nhưng mà mình thấy cái người bạn đó có cái lỗi lầm, mình luôn luôn mình ẩn tàng, mình che giấu. Không phải là mình kết phe, nhưng mình thấy rằng người bạn này hy vọng rằng ở chùa lâu năm, nghe pháp nhiều, tu tập nhiều sẽ được chuyển hóa. Như vậy mới gọi là một người bạn đặc biệt chứ, mới được đi vào trong kinh sách chứ. Còn bạn mà bình thường thì đâu có nói. Ở đây là những người bạn có tuệ giác, có từ bi, có tuệ giác. Cho nên có những vị trong cái giới luật, có những vị người ta làm sai và chư tăng thấy rằng cái điều sai của họ không quá đáng, không có phạm vào những cái điều gọi là nặng nề giới trọng, nhưng mà họ có rất nhiều những cái khả năng để hoằng pháp lợi sinh, thì có những buổi họp làm sao để giúp họ sám hối, để phục thiện, để họ tiếp tục cái con đường hoằng pháp lợi sinh của họ. Và nói theo ngoài đời là gì? Lấy công chuộc tội. Hay không? Mình có cái lỗi thì mình lấy cái công, mình ứng xử làm sao để mình phục thiện lại cho chính mình. Chứ ở đây cái câu thứ hai có nơi khác thì nó là Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ, đợi đến khi thiện căn của họ thành thục. Tại sao? Tại vì nếu nói theo Phật pháp thì gì, mình nhận ra rằng ai cũng có Phật tánh, ai cũng có những cái cơ hội để phục thiện. Cho nên mình cho họ cơ hội phục thiện là cái điều mà mình mở cửa để mình tiếp những cái thành phần đi vào trong con đường chánh pháp. Thưa đại chúng, trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Nếu mà một người mà người ta làm lỗi cái mình đẩy người ta ra, làm lỗi mình đẩy người ta ra, thì có lẽ mình không tìm được một người nào có cơ hội tụ tập chuyển hóa hết. Ví dụ như thời của Đức Phật, Ngài Đề Bà Đạt Đa nè, lục quần tỳ kheo đó, sáu vị tỳ kheo mà chuyên môn tạo những cái điều mà khó khăn trong tăng già đó, trong tăng chúng đó, rồi mấy sáu vị đó cũng được tiếp nhận. Và thậm chí với cái nhìn của đại thừa thì sáu vị này là ai? Là những Bồ Tát, là những thiện tri thức, tạo những cái điều rắc rối để làm gì? Để Đức Phật có cái cơ, có cái duyên, cái cớ để Đức Phật chế giới, thấy không? Rồi Ngài Ương Quật Ma La, tức là Ngài Vô Não đó, cũng được tiếp nhận, vân vân. Thành thử ra những cái người mà người ta gây lỗi như giết người, như Ngài Ương Quật Ma La, nhưng mà mình biết rằng cái này là gì? Là do họ bị người ta
đưa họ vào con đường tà kiến sai quấy. Cho nên cũng như vậy, có những người không biết, không được duyên lành, không gặp được những thiện hữu tri thức, họ có thể làm những điều sai, nhưng mà mình biết được người này có rất có khả năng, họ có thể chuyển hóa được. Cho nên cái câu đệ tương phú tàn là gì? Tương trợ với nhau. Chữ phú là che, chữ tàn là ẩn. Mình che giấu và mình ẩn tàng những cái lỗi đó để mình mong rồi từ từ tìm những cách nào đó để chuyển hóa cho họ. Câu hỏi thứ ba, bạn con được chính phủ trợ cấp tiền nuôi bệnh, nhưng thời gian sau bạn con tự nhận tiền mà không có người nuôi. Kính thưa thầy, bạn con có bị tội về lường gạt không? Và như vậy có phải bị nhân quả không? Tức là ở đây chương trình chính phủ họ có những chương trình trợ cấp cho những người nuôi bệnh. Rồi có những người nuôi bệnh rồi bây giờ cái không còn người bệnh để nuôi, nhưng mà vẫn khai với chính phủ là mình còn người bệnh để nuôi và nhận tiền. Thì cái điều này có đúng hay không? Thật ra thưa đại chúng là nếu mình có thể người ta có một cách nghĩ khác. Người ta nghĩ là tiền của chính phủ mà, tội gì không nhận. Nhưng mà thật sự ở đây á, chính phủ họ rất là rõ ràng. Nếu như mình thật sự là một người nuôi bệnh, mình đúng hợp pháp thì họ trợ cấp cái tiền đó cho mình. Nhưng mà nếu mình không còn người để nuôi, mình phải báo cáo để người ta ngưng cái tiền trợ cấp đó. Nếu như mà mình 5 năm, 10 năm mình vẫn tiếp tục nhận cái tiền đó mà hoàn toàn mình không có người bệnh nào để mình nuôi, chính phủ họ biết được thì mình cũng phải trả lại hết toàn bộ số tiền mà mình đã nhận trước kia. Đó là chưa nói là mình còn bị phạt hay cái gì nữa ha. Ở đây là nói một cách đơn giản là họ sẽ đòi lại đủ. Rất nhiều trường hợp mình đã biết. Cho nên mà hơn nữa quý vị thấy á, thật ra nói là tiền chính phủ chứ tiền của ai? Tiền của dân. Tất cả mọi người đi làm đóng thuế vào đó. Rồi chính phủ lấy cái tiền thuế đó để làm tất cả những công việc trong xã hội. Chính phủ không có ăn, chính phủ không có hối lộ cái tiền đó, chính phủ không có ăn chặn cái tiền đó, mà chính phủ làm tất cả những công việc gì liên quan đến xã hội. Ví dụ như mà nội mà mình thấy là chính phủ trợ cấp tiền bệnh thôi, mà trong xã hội không biết bao nhiêu dạng bệnh, bệnh tâm thần, rồi những người bệnh sanh ra bẩm sinh bị bệnh vân vân, đều là tiền của chính phủ hết. Mà nói chữ tiền chính phủ đó là nói vậy thôi, chứ thật sự ra tất cả cái đó là tiền của người dân đi làm đóng thuế vào đó. Sửa đường hàng năm, nếu mà ở xứ lạnh là tốn tiền dữ lắm, tại vì đường xá sau một mùa đông là hư hết và chính phủ phải tốn bỏ tiền ra rất nhiều. Thậm chí những cái ali phía sau mình, những con đường phía sau, sửa đường, đèn đuốc vân vân, đều là những cái nguồn tiền từ người dân đóng thuế. Tiền thuế đất, tiền thuế đi làm, mình mua vật dụng, mình đóng thuế hết. Và mỗi người công dân phải đóng thuế. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mình đóng thuế vào đó, ngoài chu cấp cho xã hội ra, bây giờ có những cái tai nạn nó tới. Ví dụ như vừa rồi đây, cái nạn Covid-19, thì mọi người dân đều phần lớn là thất nghiệp. Thì những người nào thất nghiệp thì được nhận cái tiền của chính phủ hết. Thật ra mình thấy là khi mình nhận á, thì mình không thấy là lúc mình đóng thì mình thấy đau lắm. Mình thấy là mình phải đóng. Nhưng mà mình thấy khi mình hữu sự là quả thật cái tiền mình đóng vô nó đều có cái lợi ích hết. Và ở trường hợp khác, có những vị sẽ trốn thuế. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, mình hỏi trốn thuế chi vậy? Nói trốn thuế đi làm, đi lấy tiền để đi làm từ thiện. Thì bây giờ thay vì mình làm từ thiện thì chính phủ làm từ thiện giùm mình. Mà mình còn không mắc cái tội nữa. Mắc cái tội là thứ nhất là gì? Bản thân mình mang vào trong người cái sự hồi hộp lo lắng là mình lường gạt. Cái thứ hai là nếu chính phủ phát hiện là mình bị một cái vết không? Mà hơn nữa không cần thiết. Thành ra thay vì mình cứ đóng uống vô đó thì những cái tiền mình làm đó cũng đi vào từ thiện hết thôi. Nhưng mà ở một cái hình thức là từ chính phủ mà mình đang sống.
Còn mình khai thuế không đúng để mình nhận cái tiền đó lại thì hỏi để làm gì? Cũng đi làm từ thiện. Mình có cái cách để mình bào chữa là đi làm từ thiện, đi cúng dường vân vân. Thì đại chúng phải mình suy nghĩ cái điều đó. Còn cái câu hỏi, có một cái câu hỏi nó liên quan là ai là người thẩm định nhân quả? Nếu là không có một đức Phật, một đấng thần linh nào nhận định nhân quả thì ai? Thật sự nhân quả là cái luật tự nhiên. Ví dụ như mình trồng một cái hạt xuống đất thì cái hạt đó là nhân nè, đất là nhân nè, nước là nhân nè, không khí là nhân nè, mưa là nhân nè, nắng là nhân nè, thì tất cả các cái nhân đó nó duyên với nhau để nó có cái quả. Không có ai, không có ông nào ngồi phúng mưa, không có ông nào ngồi soi nắng. Nhân quả là một cái luật tự nhiên. Ví dụ mình lấy nước, mình để lên cái lò mình nấu thì lát nó sôi. Thành thử ra cái câu hỏi trong này có một vị hỏi là nếu mà Đức Phật không phải là người đặt ra nhân quả, không phải là người xét cái nhân quả thì ai là cái người nhân quả là một cái luật tự nhiên. Mình làm không đúng thì trước sau gì cái việc đó nó cũng sẽ không đúng. Nó tùy theo cái duyên thôi. Ví dụ như mình trồng một cái hạt cải xuống, nhưng mà nếu mà mưa tốt, nắng tốt thì trong vòng tháng có cải ăn. Nhưng mà ví dụ mình trồng cây bầu, nó lên đường khúc vậy thôi, tự nhiên có một trận lạnh quá, một cái cơn tuyết nhẹ nó rơi xuống, dù là tháng 5 hay tháng 6, thỉnh thoảng em mình tên mình vẫn có tuyết vào tháng 6, thì có thể những cây bầu nó chết. Trên bình thường, thật sự có những cái mà nó lên lẹ là do cái duyên tốt, hay là nó chậm là do cái duyên không đủ. Có nhiều khi có những năm thiếu mưa thì mình không được thu hoạch. Thật sự tất cả đều là nhân quả, là cái luật tự nhiên. Mình không tin, mình vẫn phải sống trong cái sự xoay chuyển của nhân quả. Mình không tin cũng không sao, tại vì không ai đặt ra mà cũng không ai áp đảo mình phải tin cái đó cả. Nhưng mà mình đang sống trong nhân quả. Ví dụ như là mình hồi nãy mình đói quá, mình lấy một chén cơm mình ăn vô thì mình no. Thì mình vẫn sống trong cái vòng nhân quả đó thôi. Thì ở đây nè, nếu chúng ta làm cái điều không đúng mà họ 3 năm sau, 4 năm sau họ chính phủ mà phát hiện rồi mình cũng sẽ trả đủ à. Mà mình thỉnh thoảng đọc tin tức mình thấy có rất nhiều người ta bị như vậy. Đừng có nói nha, chuyện nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như nội ba cái tiền sữa nè. Tiền con nít ở đây mà chính phủ cho tiền medical đó. Cho nên hồi đó Pháp Hòa có mấy chú nhỏ nhỏ đó. Là đúng luật á, là mình có bao nhiêu chú thì ở cái tỉnh Alberta này họ sẽ cho Pháp Hòa cái thẻ để đi khám bác sĩ, đi lấy thuốc cho mấy chú miễn phí. Tại vì mấy chú dưới 18 tuổi. Nhưng mà khi mấy chú lớn lên rồi, đúng 18 tuổi rồi á, là mình phải liên lạc với cái những cơ quan đó. Mình nói mấy chú này lớn rồi, tôi không có còn under cái dưới cái sự cai quản của tôi nữa. Thì họ phải cắt cái đó thôi. Hoặc là có nhiều khi họ gửi giấy báo trước luôn á. Họ nói 3 tháng nữa là cái người này sẽ thành 18 tuổi rồi. Dù không có còn tiếp tục legal để mà lo cái người này nữa. Và có những cái vấn đề là chúng ta phải liên lạc để chấm dứt cái đó. Ví dụ mình quên đi, có nhiều khi quên lửng luôn. Năm sau nó phát hiện, rồi nó tính ra mỗi tháng vừa rồi mình lãnh nhiều của họ, suốt năm sau trả lại hết. Trước đây con thấy đạo Phật rất xa và rất cao. Phật là hình ảnh nào đó mà con không thể đến gần được. Nhưng may mắn con gặp được những buổi pháp thoại của Thầy trên YouTube. Con đã hiểu và thấy rằng Phật rất gần, rất thân thiện. Lời dạy của Phật cũng rất đời và lời giảng của Thầy cũng rất thật, vui và đầy đủ ý nghĩa. Thưa Thầy, con rất tin vào nhân quả. Tuy nhiên, có thắc mắc xin Thầy hoan hỷ giải thích giùm con. Khi ta làm sai thì sẽ nhận hậu quả, xin hỏi Thầy ai sẽ là người giám sát việc làm sai và bắt ta phải chịu? Không có ai hết, đó là một cái luật thiên nhiên vậy thôi.
mình nó ở trong một cái mình thể trồng cái cây đó, nó vẫn sẽ lên, nhưng mà nó tùy theo cái duyên mà nó lên. Thở đây có cái câu hỏi kế nè: khi người ta làm sai, nếu có người giám sát việc làm sai của ta, tại sao không bắt ta phải chịu hình phạt ngay sau đó, một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, mà phải để đến kiếp sau mới chịu hình phạt? Nếu ta làm sai và ta phải chịu hình phạt ngay liền đó thì sẽ có tác dụng giáo dục tốt hơn, người đời sẽ giảm bớt tham sân và si hơn. Ý nói là nếu có một người nào đó thẩm định cái nhân quả thì tại sao không bắt người đó phải chịu tội liền đi, để cho người đó có cơ hội được giáo hóa, rồi cuộc sống con người sẽ giảm tham sân si, mà tại sao phải để tới kiếp này kiếp sau làm chi? Thưa đại chúng á, thật ra mình nói là nói vậy thôi, nhưng mà ở đây như thế này: thứ nhất là mình đã biết rằng không có ai thẩm định nhân quả, đúng không? Và cái thứ hai là gì? Thí dụ khi mình làm một cái việc gì đó, chắc gì có ai tới đó nói mình làm sai mà mình nhận không? Cũng chưa chắc. Tại vì ai cũng có cái gì? Cái ngã. Ai cũng có cái bảo thủ. Ai cũng có cái bảo, nghĩa là cũng có cái sự bào chữa cho chính mình: tôi làm như vậy là đúng. Đó. Thật sự bây giờ mình nói trong cuộc sống đơn giản thôi. Đó, mình cứ bây giờ mình khoan nói những cái xa, mình cứ nói những cái chuyện rất gần, là chưa chắc gì khi chúng ta làm một điều gì đó mà người khác tới nói đó sai mà chúng ta nhận. Chưa chắc. Đó là chưa nói với cái thành kiến của mình đã nói là mình làm đúng, không có sai. Rồi là chưa nói gì nữa, xung quanh mình những người ta tán trợ cho cái việc mình làm là đúng. Còn nếu mà nói rằng á, có những loại cây á, nó có thể lên trong vòng 3 tháng, nhưng mà có những loại cây phải 3 năm sau mới có trái. Thí dụ mình trồng mùa hè mình gieo cải bẹ xanh, cải xà lách, bầu bí, trong mùa hè mình có ăn. Tháng 5 mình gieo, rồi tháng 6 mình gieo, vậy khoảng tháng 7, tháng 8 mình có trái mình ăn. Nhưng mình trồng cây bưởi, cây cam không thể mà một năm mà có ăn được, mà phải 3 năm sau mới có ăn. Đó là mình nói theo cái, tùy theo cái loại nhân quả, tùy theo cái loại nhân mà cái thời gian kết quả. Rồi có những cái á, bây giờ mình chưa thể thấy mà sau này mới thấy. Ví dụ như có lúc mình làm hiện tại giờ người ta thấy nó phi, nó sai, nhưng mà có thể trong tương lai người ta thấy nó là đúng. Chứ cái vấn đề nhân quả đó không có ai quy định. Và nếu mình nói rằng nếu mà tại sao không có để cho mình thấy sớm hơn, mình nói vậy thôi. Chứ còn nói cho đúng ra, nếu mình có tư duy, mình có chịu khó quan sát thì xung quanh mình nè, trời ơi, nhân quả người ta xảy ra đến với họ nghĩa là biết bao nhiêu. Nếu chúng ta muốn tư duy, muốn quan sát, muốn học hỏi thì rất nhiều xung quanh mình để mình học. Ví dụ bây giờ mình nói về vô thường đi. Đó, đọc đi biết. Một năm không biết bao nhiêu những cái tin tức vô thường cho mình thấy cuộc sống mong manh. Một năm không biết bao nhiêu những cái vụ án mà chúng ta phải thấy rằng họ tạo nhân, giờ họ lãnh quả. Có hết chứ. Nhưng mà tại vì mình nghĩ nó phải happen, nó phải xảy ra đối với mình. Nếu mình muốn tự, mình muốn giáo hóa mình thì nội cái chuyện mình nhìn xung quanh thôi là mình cũng thấy được kết quả rồi. Đó, ví dụ như cách đây bao lâu, 1-2 tuần trước gì đó, một cái chuyến máy bay ở BC mình đó, vừa bay lên là rớt xuống mấy người chết. Không? Rồi bên Mỹ vừa rồi có một anh hình như cầu thủ hả con, anh ảnh lái máy bay rồi ảnh lủi vô trong chiếc, ai là ai, họ đi chiếc máy bay từ trong một cái buổi sáng sương mù đó, rồi máy bay nổ. Thành nếu mình quán về, mình muốn thấy sự vô thường chớp nhoáng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm đều có những cái tin tức, những cái hình ảnh hết. Cho nên ở đây á, mình hiểu rằng có những cái nhân nó chưa đủ cái duyên để nó có mặt. Thành thử ra mà đa số chúng ta phải đợi tới cái kết quả chúng ta mới gọi nó là cái quả thôi. Chứ còn các vị mà người ta có được cái tuệ giác như Phật, Bồ Tát á,
thì các vị thấy ngay cái tạo nhân này người ta đã ngán rồi, người ta sợ rồi. Còn chúng sanh mình là đợi tới cái quả nó nở ra rồi thì mình mới thấy được cái sai quấy. Là mình Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả là vậy. Cho nên trong cuộc sống mà mình tu tập á, mỗi ngày mình đều có cơ hội để mình quan sát hết. Nổi cái chuyện mình sống chung với nhau thôi. Mình sống chung với nhau thôi là mình thấy được, mình cũng học rất nhiều từ người kia. Học từ cái sai, học từ cái đúng. Mình thấy tại sao cái người đó làm sai đó, là mình biết rằng giống như kinh Tư Lượng vậy đó. Thấy người đó không ai chơi với họ thì mình biết rằng nếu mình sống như vậy mình cũng sẽ không ai chơi với mình, không ai nói chuyện được với mình. Còn người kia tại sao quá nhiều bạn, tại sao có rất nhiều người ta thích, là tại vì người ta sống không có cái này, không có cái đó. Thì kinh Tư Lượng là vậy đó. Rồi mình nhìn vô một cái bát nước, mình nhìn vô một tấm gương, mình thấy mặt mình sạch thì mình phải vui rằng mặt mình rất sạch. Và nếu mình thấy mặt mình dơ thì mình phải đi chùi rửa để làm cho cái mặt mình nó sạch lên. Nếu mình nhìn á, mình thấy á, có những người người ta tu chỉ trong vòng có một thời gian ngắn thôi, người ta có kết quả tốt. Có nhiều khi mình tu hoài, tu bao nhiêu năm trời mà không có kết quả gì hết. Tại sao? Mình phải cho mình một cái cơ hội để mình tư duy, mình quán chiếu lại. Từ cái cách mình sống, ứng xử, cho đến cái cách mình nội tâm mình hành trì. Con người mình sống nó có hai phần á, cái mặt mà đối đãi hàng ngày bên ngoài và cái mặt nội tâm của mình. Ví dụ mình khởi tâm ganh tị, đâu ai biết, trừ khi nào mình thể hiện thôi. Hoặc là mình ganh tị và mình thể hiện rất ngầm, mình khéo léo, mình tinh vi, mình ganh tị mà không ai thấy, không ai biết. Nhưng mà thật ra mình đã sống bằng cái nhân đó. Và cái kết quả là tâm mình chưa bao giờ khởi được một cái lòng lân mẫn đối với ai, mặc dù có thể mình vẫn sống trong chùa. Và có đôi khi mình ở trong chùa nhưng mà cách sống mình còn dở hơn một người cư sĩ Phật tử. Thì cái vấn đề không phải là thời gian bao lâu, mà được phải nói tới cái thiện căn, cái căn lành của chúng ta, cái sự tư duy, sự quán chiếu. Cho nên đừng đợi nó phải xảy ra đến với mình. Nhiều khi nó xảy ra đến với mình là mình cũng chết ngắt rồi. Mà mình phải có cơ hội mình nhìn xung quanh để mình giật mình, mình thức tỉnh. Ví dụ như thường thường đi xe highway nè, thấy ở trước bị phạt cái tức kịch, cái ở sau mình làm gì? Chậm lại, lái chậm lại liền. Mà đợi tới phiên mình ăn tức kịch là rồi, phải không? Cho nên mình thấy người ta là mình phải lo mình rồi. Trong cuộc sống là nó vậy. Thành thử ra cái sự tu tập là vậy đó. Trong người lại ngẫm tới ta. Mà mình đợi khi mà cái đó nó đến với mình đó, thì đôi khi nó muộn. Ví dụ giờ mình nói đợi tôi già, mình thấy cái đó, thấy không? Thấy người già không? Hôm qua hôm kia cô Hằng của phone cũng nói, thầy nhớ bác đó không? Trời ơi, bữa nay là bác quên 100% luôn. Phong Hoàng nói, trời mau vậy hả? Cách hôm bữa mới bắt đầu cái dịch nè, là Phong Hoàng lên, đi lên lên thăm bác á, đi ngang bác còn nắm tay. Bác kêu đúng tên luôn, rồi bác nói chuyện bình thường vậy. Bác nói lúc này yếu quá, không đi chùa được. Mọi lần đi hoài, hỏi tuổi, hỏi tên là biết hết, mà bữa nay quên hết trơn. Nó chỉ có trong vòng thời gian ngắn thôi. Và có nhiều khi á, đêm hôm nay mình ngủ, ngày mai là nó đã khác rồi. Thành thử ra, chỉ cần mình có cái nhìn xung quanh thôi. Cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, cái gì mình cũng có thể học được. Mà không cần phải đợi nó tới, nó phải xảy ra ở nơi chúng ta. Nhiều khi cái vô thường nó xảy đến nơi mình là mình không còn. Cái tai ương nó đến với mình là mình đã tiêu rồi.
mà mình phải thấy với người mà chúng ta cẩn thận. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ mình lái xe vậy đó, thấy xe trước bị cảnh sát mà bật đèn mà rước theo rồi là mình đằng này mình phải lo thôi. À. Hay là thậm chí mình thấy ở trước một cái tai nạn xảy ra là tự nhiên dưới này mình phải cẩn thận thôi. Lâu lâu đi máy bay á, mấy người mà ta lên máy bay ta ngồi mà máy bay nó im rồi bắt đầu sao với ông tháo dây nịt ra bắt đầu ngồi đi tới đi lui, mà tới hồi máy bay mà nó nhúc nhích nó rung rinh nó lạng tới lạng lui bắt đầu chạy chạy lật đật tới kiếm chỗ ngồi xuống rồi lấy dây nịt đồ nít lại, và thậm chí mà nặng nề hơn là có người bắt đầu tụng kinh rồi đó. Hồi nãy là không lo niệm Phật tụng kinh. Cho nên ở đây là cái câu hỏi là nếu có một người giám sát, thật sự ra thì không ai giám sát, mà còn nếu mà có thí dụ có giám sát đi, chưa chắc người ta tới người ta nói mình nhận. Mà luôn luôn có cái bào chữa. Đừng có nói chi mấy cái chuyện gọi là lớn lao, nó chuyện rất là nhỏ hàng ngày thôi. Ví dụ mình làm đó, người ta nói trời ơi phải mà làm được. Tôi biết chứ, mà tôi thích kiểu vậy nè. Cuộc sống này nó vậy đó. Thật ra chưa chắc người ta nói mình mà mình chịu nghe nữa. Thật ra chỉ cần mình nhìn xung quanh thôi. Hoặc là đôi khi á, người ta thấy mình làm sai, người ta không dám nói. Tại sao? Một, có thể mình là người có nhiều thế lực lớn quá, ta nói không dám nói. Ví dụ đi, làm chung với nhau đó, mà mình là người nhỏ, mình thấy ông sếp lớn ăn hối lộ, dám nói không? Mình nói ổng là ổng sẽ thanh toán mình liền. Bằng cách là một là cho mình nghỉ việc, hay là người ta sẽ thủ tiêu mình. Thành thử ra có rất nhiều những vấn đề, có thể là người ta có, một là mình là người dễ giận, người ta cũng không dám nói nữa. Nói tới mình cái mình giận à, thôi riết ta không dám nói nữa. Rồi hai nữa là mình luôn luôn là có cách để bào chữa, người ta cũng không nói. Và hoặc là có đôi khi mình cố chấp, mình biết sai nhưng mà do cái tâm cố chấp của mình cũng không nhận và vẫn tiếp tục làm sai. Cho nên rất nhiều những cái vấn đề ở trong cuộc sống mà tại sao mà chúng ta không thể phục thiện được. Một người luôn sống tốt và làm điều thiện, không làm điều ác mà không niệm A Di Đà Phật, như vậy khi chết sẽ đi về đâu? Cái này là tùy nghiệp vãng sanh. Phật Bồ Tát á, là tùy nguyện vãng sanh. Còn chúng ta á, là tùy nghiệp tái sinh. Ví dụ bây giờ mình sống tốt đi, rồi bây giờ mình cất cái vụ niệm Phật quan bên á, mình sống tốt. Thì người sống tốt là hành thiện phải không? Hành thiện thì đi đâu? Cõi trời, cõi người. Ví dụ mình tu trọn năm giới đi, không giết người nha, không phải ăn chay nha. Cái vấn đề là mình không giết người. Còn cái chuyện ăn chay là mình đi cao nữa. Thí dụ mình không, mình thí dụ bây giờ nè, đời này mình không giết người là mình giữ trọn giới thứ nhất rồi. Nhưng mà mình lại ăn chay nữa, cho nên đời sau trở lại đời này á, mình có trở lại làm người á, ít bệnh tật. Nó có cái mình không, mình giữ được cái giới thứ nhất thì mình, thí dụ mình giữ được năm giới, nhưng mà trong cái giới thứ năm thứ nhất là không sát sanh thì mình được trở lại làm người. Nhưng mà nếu mình giữ được cái giới không có ăn mặn nữa thì cái phước của mình là gì? Ở trong cõi người mà ít bệnh tật. Có những người người ta ở trong cõi người nhưng mà bệnh tật tối ngày, thì mình biết rằng đời trước người này tuy không giết người nhưng mà sát sinh, ăn con vật nhiều, cho nên đời này thường bệnh hoạn, thí dụ vậy. Rồi giờ thứ hai là mình không trộm cắp, không lấy của người khác. À, mình không lấy của người khác thì đời này mình cũng được trở lại làm người. Còn nếu như trường hợp mình cũng bố thí thì đời này mình được làm người, nhưng mà của cải mình dư giả. Nhưng mà
Có cái trường hợp là bố thí xong hối hận, tiếc quá, phải nãy biết vậy cho nó 5 đồng thôi, tự nhiên sao mình ngu quá, cho nó tới 10 đồng nữa. Cho xong rồi tiếc thì đời sau cũng có phước, cũng có của vậy, nhưng mà bị cái nghiệp gì biết không? Không dám ăn. Và nếu mà còn nặng nề nữa là sao biết không? Lúc tốt cất hết, lúc bắt đầu hư đem ra ngồi dạt. Có không? Trong cuộc sống này có kiểu vậy không? Nhiều lắm. Lúc còn tốt không ăn đâu, đem cất, đem giấu đã đời, tới hồi nó móc, nó hư lên, bắt đầu ngồi cong xương, ngồi dạt dạt, lại ngồi ăn từng chút vậy. Có. Thật ra đời này mình cũng có cái phước đó. Mình không trộm cắp là được cái phước trở lại làm người có của. Nhưng nếu bố thí nữa thì là giàu có. Mãi mà giàu có, bố thí mà bố thí trọn vẹn không tiếc nuối thì có xài, có xài. Còn trường hợp có cất không à, không dám xài, trời ơi thiệt, có nhiều khi á nó không đáng tiếc lẫn, cũng tiếc lẫn, mà có những cái không hề là của mình, không phải là của mình mà cũng giấu giếm, cũng cất xén chi cho nó khổ vậy không? Cái đó, cái nghiệp đó. Thầy thử trường hợp vậy gọi là gì không? Tội nghiệp. Trường hợp đó gọi là tội nghiệp, là cái nghiệp của cái người đó, cái nghiệp của cái tội đó, cái tội bỏng sản đó. Còn ví dụ như có người ta nói thôi của bá gia bá tánh ta mang đến đây mình cứ cúng dường cho đại chúng hết, người ta cúng cái khác, mình có đâu có phải tiếc lẫn cho mình, phải không? Thì mình sống được như vậy đó, đời nào mình sinh ra mình cũng được có mà xài. Cho nên á, quý vị nhớ là mình tùy theo cái phước mình tạo. Mình tạo cái phước nào có phước đó, nhưng mà nó có cái chi tiết của mỗi cái phước đó nữa. Ví dụ như sát sinh á, sanh ra được làm người, à, do mình không sát sinh. Nhưng mà vì mình không sát sinh những cái lớn thì mình được làm người, nhưng mà bù lại mình ăn mặn nhiều quá, mà ăn những món độc địa nữa chứ. Thì đời này bệnh tật liên miên. Có nhiều cô cũng tội, nói cha đời trước con chắc cũng sát sinh dữ lắm, cho nên đời này cứ bệnh không có nặng nề, cứ lai rai mà suốt quanh năm đi thăm bác sĩ hoài hoài vậy đó. Trộm cắp, tà hạnh. Rồi nhiều khi á, cái trong cái lỗi đó nó có cái trường hợp gì nè, tự mình làm phải không? Rồi trường hợp thứ hai là gì? Khuyên bảo người khác làm. Có nhiều khi mình không làm nhưng mình đốc suối người ta làm, thì đời sau mình cũng mắc một cái quả lại. Hay là ngay trong đời, nhân quả thì như nói đó, cái nhân là vậy đi, rồi cái quả thì nó tùy theo cái duyên á. Có thể mình nó xảy ra với mình đời này, có thể là xảy ra đời sau, thì mình cũng sống đầy đầy, nhưng mà gia đạo của mình nó bị người ta làm sao, dòm ngó người ta đốc suối, cũng có cái lỗi. Cho nên á, cái nghiệp thị phi đó, cái nghiệp thị phi, cái nghiệp đi rỉ tai, nói này nói kia, đó là cái đời, thế nào rồi mình cũng mắc cái quả. Mắc cái quả là gì? Đời sống của mình luôn luôn bị người ta dòm ngó moi móc. Tại cái nhân của mình là gì? Dòm ngó chuyện người khác, đi dèm pha chuyện người khác. Chuyện không đáng cũng nói, còn chuyện mà chuyện ít mình nói cho nó nhiều lên nữa, thì đời này mình cũng, tại mình quen miệng mình thấy đời đời này đời sau đó, chữ đời là ở tương lai, mình nói đời sau đây, nói là tương lai đi cho dễ hiểu vậy đó, chứ đừng nghĩ là hết chết đời này đời sau. Có thể là trong cái đời này, nhưng mà ở tương lai mình gặp những cái nạn đó. Cho nên người nào giữ trọn được năm giới thì người đó trở lại làm người. Người nào giữ được 10 giới là thập thiện đó, họ sanh về cõi trời. Còn thí dụ mình tu năm giới, mình tu thập thiện, nhưng cái chỗ mình muốn tới là cõi cực lạc Tây Phương, mình vẫn có thể hồi hướng về đó. Nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Còn nếu mình không có niệm Phật, mình không có cầu sản sanh Tây Phương, thì mình đi theo cái nghiệp mình tạo. Thì mình giữ được năm giới, nhưng mà ở những cái phần chính thôi, thì cũng trở lại làm người, nhưng mà trung bình thôi, không có gì trội hết. Ví dụ đời này mà đủ ăn đủ mặc là cũng phước rồi đó.
Rồi có những trường hợp nè, giàu có lắm nhưng mà bị con nó phá của. Có không? Cũng có. Thật ra cái gì nó cũng có cái nhân quả. Tại sao mình bị phá như vậy? Vì mình phung phí. Bủng xỉn cũng không được mà phung phí cũng không được. Cho nên có một vị hòa thượng á, có một ông cư sĩ cũng lên than với hòa thượng, nói: "Hòa thượng ơi, con thì sống con biết bố thí, con biết làm lành mà kẹt cái vợ con. Trời ơi, sao bả bủng xỉn quá. Nhiều khi người làm mà ăn một chút thôi, bả cũng xăm soi bả nói mà con thấy chuyện nó không có đáng mà bả cũng nói." Hòa thượng bữa nào bả lên hòa thượng khai thị giùm bả, khai thị cho bả. Cái bữa nọ và bả lên chùa, cái ông hòa thượng chào xong, cái ông hòa thượng cung tay vậy. Cung tay vậy hoài. Cái bả nói: "Hòa thượng bữa nay có tật ha." Tay kỳ. Tật. Cái hòa thượng bữa nay bà thấy lạ không? Lạ chứ, tự nhiên sao hòa thượng không tự, cái tay hòa thượng tự nhiên hòa thượng cung vậy chi vậy? Ông nói: "À, tôi cung như vậy phải không, mà cũng kỳ phải không, mà tôi để như vậy hoài cũng kỳ biết không. Thời cái tay của mình á, khi nào cần co thì mình cứ co, khi nào cần duỗi thì mình cần duỗi, khi nào cần quơ mình cần quơ, khi nào mình làm gì mình làm đấy. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, mình sống mà mình phung phí cũng là một loại dị, mình búng xỉn cũng là dị, xài cái đáng xài cũng giống như tay mà có co có duỗi tùy lúc vậy đó." Quý vị hiểu được cái câu chuyện như vậy. Hòa thượng khai thị: cái nào mình thái quá nó cũng là kỳ hết đó. Mà mình biết tùy. Có những khi không có cần phải tốn tới 25 cent cũng không tốn. Nhưng nếu có những lúc cần phải tốn tới 25 đồng cũng phải tốn. Tại vì nó cần thiết cho cái việc đó. Thật ra trong cuộc sống á, mình nhớ là cái của cải là mình sống, nhớ là của cải là tạm thời. Mà tạm thời nghĩa là gì? Mình sống trong đời này thôi nha. Ví dụ bây giờ mình làm ra tiền đi, là để ứng dụng cho đời này nè, để mình chi trả cho đời này. Không có ai mà nói tôi để dành tiền để tôi đem cho đời sau. Biết nói vậy nhưng mà đa phần mình không sống được vậy. Còn nếu như mình nói là đời sau là gì biết không? Ta đi mua mấy cái giấy tiền đồ giả, ta đốt cho mình, ta chôn theo cho mình, chứ không ai đem đồ thiệt theo đó. Mà nếu như mà ở đây thì không có cái vụ mà đào mồ lấy của, chứ ở những cái xứ nghèo là nhiều lắm. Nhà giàu mà chôn của cải đồ theo là hay bị người ta quật mồ, người ta lấy của lắm. Chơi hòa thượng khai thị vậy đó. Cái bàn tay của mình á, khi nào cần co co, khi nào cần duỗi duỗi, và cứ lúc nào buông xuôi như vậy. Mình làm cái thái độ nào nó cũng trật hết trơn á, nó cũng kỳ hết trơn á. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Người mà phung phí cái tự nhiên người ta cũng không có, người ta cũng không có, người ta không có thấy quý mình, ta thấy mình sống phung phí quá. Mà người mà sống mà bỏng sẻn quá cũng không được. Mà cái chuyện gì đáng xài nên xài, việc gì mình nên mở lỏng cho. Có nhiều người khó, khó chuyện đáng khó thì người ta nể. Mà khó mà chuyện không đáng khó thì người ta lại ghét. Thành thử ra Pháp Hòa nhớ trong Tứ Thư Bình Giải có câu: mình lấy cái lực mình phục người á. Cái lực tức là trong đó hai trường hợp, một là sức mạnh, hai là quyền uy. Mình lấy cái lực mà mình phục người á, người ta phục mà người ta không có kính. Tức là người ta nghe mà người ta không phục. Thí dụ như biểu làm đi, tại vì mình làm lớn hơn họ, mình biểu mình họ làm thì họ vẫn làm, nhưng mà trong lòng họ không kính, không phục. Còn nếu mình lấy cái đức mà mình, lấy cái đức mình cảm hóa người khác á, thì người ta làm bên ngoài mà lẫn kính ở bên trong. Mà trong đó còn nói giống như Đức Khổng Tử có 70 người đệ tử một lòng đối với Ngài. Thật ra mình ở trong hãng, ở trong một cái nơi chốn nào mình làm lớn cũng vậy á. Mình nói tới đâu người ta nghe răm rắp, để ý cái cách người ta nghe. Ta nghe mình là tại vì mình hung dữ quá,
mình thế lực quá, ta sợ mình ta làm, nhưng mà cái tâm người ta có phục có kính không? Nó có hai trường hợp như vậy. Còn nếu như mà trường hợp thí dụ như mình có quyền uy nhưng mà không bao giờ mình sử dụng, mà mình lại sử dụng cái đức khác, đó là cái đức của khiêm cung. Các chị em hôm nay phụ với tôi làm việc này nha, thái độ nó khác liền. Bữa nay mấy vị phải tôi làm cho này, cái này cho tôi nghe. Tự nhiên người ta vẫn làm nhưng mà cái tâm cảm phục nó không có. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền, phổ là cùng khắp, rộng lớn, mà cái hiền đó là cái đức sống. Thì bây giờ mình muốn sinh vào cõi nào thì tùy theo cái cách sống của chúng ta. Ví dụ như mình sống mà mình không bao giờ biết lân mẫn tới ai thì tự nhiên nó đưa đẩy sao cái tự nhiên mình rơi vào một cái cảnh giới là sống không có ai, mình sống rất là cô độc. Mặc dù mình đang sống rất đông người, nhưng mà tại cách sống của mình, từ từ nó đi vào trong cái cảnh giới đó hết. Còn nếu mình nguyện vãng sanh, nghĩa là mình muốn vượt khỏi cái cách sống đó đi, thì mình phải thay đổi cách sống đó, thì tự nhiên mình vãng sanh tới đó. Ở đây là mình phải hiểu được cái ý niệm vãng sanh theo hai trường hợp. Đợi tới chết mà vãng sanh Tây Phương á, thì mình chưa biết ha. Nhưng mà vãng sanh ngay trong đời này, tôi thấy rằng tôi đã sống như vậy trong bao tháng năm qua không được, bây giờ tôi muốn vãng sanh, đổi cách sống. Lâu nay tôi sống hướng hạ, bây giờ tôi phải sống hướng thượng. Cách sống nó khác liền, và tùy theo cái nhìn của mình. Cho con hỏi, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có nói đến 62 ức, con không hiểu, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Chữ ức á, là một đơn vị số, một con số. Nó có nhiều cách tính lắm. Cách tính theo Việt Nam cũng có, cách tính theo Trung Quốc cũng có, cách tính theo Ấn Độ cũng có. Tùy mỗi quốc gia người ta cái ức nó là bao nhiêu. Phong là ví dụ như ở Việt Nam mình đi chợ mình mua 1 chục cam, thì có nhiều khi 1 chục là bao nhiêu? 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục bao nhiêu? 12 trái. Phải vậy không? Nó bán cho tôi 1 chục cam đi. Cái bà đó phải tính 1 chục cam là 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục là 12. Có chỗ nào 1 chục 13 không? 14 cũng có vậy. Phải không? Thành thử ra ở đây cũng trường hợp vậy. Cái chữ ức là một con số. Và Việt Nam mình tính khác, Trung Quốc tính khác, và Ấn Độ tính khác. Theo Du Già Sư Địa Luận á, thì ức theo Ấn Độ là có 4 cách. Nhưng thôi bây giờ mình nói nhiều quá không nhớ nổi đâu. Nói một cái thôi. Để mình lấy con số tượng trưng. Thật sự ở đây nói ức, nói vạn, nói hằng hà là nói để muốn nói con số gì? Con số nhiều. Vậy thôi. Thì ở trong Phẩm Phổ Môn có cái đoạn này. Nếu một người nào mà niệm 62 ức, hồng danh của Phật Bồ Tát, bố thí cúng dường, thời phước có nhiều không? Dạ nhiều. Một người mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, một hiệu thôi nha, phước đức cũng bằng với người niệm 62 ức danh hiệu Phật Bồ Tát cúng dường. Thì câu hỏi ở đây là, chữ ức ở đây là nghĩa sao? Là con số. Và bây giờ Pháp Hòa đưa ra một con số thôi, để mình có khái niệm. Một ức là bao nhiêu? Là 100 ngàn. 100 ngàn gọi là một ức. Vậy thì 62 ức là nhiêu? 6.200.000. Pháp Hòa lấy một con số để cho đại chúng dễ nhớ thôi. Một ức là 100 ngàn. Đây là một trong cách tính của Ấn Độ. Còn có trường hợp là 10 vạn kiêu ức, 100 vạn ức nữa. Bây giờ lấy con số dễ tính ha. 100 ngàn là một ức. Vậy thì 62 ức
ở trong Phẩm Phổ Môn nói là nhiêu? 6.200.000. Đó là mình giải thích theo cái câu hỏi là ức là vậy, nhưng mà ở đây nói cho nó trọn cái câu trong Phẩm Phổ Môn luôn. Niệm 62 ức danh hiệu Phật, Bồ Tát và cúng dường. Những người làm như vậy đó, và so với một những người nào mình chỉ cần niệm một danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thôi, thì phước đức của hai người đồng nhau. Tại sao có cái trường hợp như vậy? Bởi vì niệm Phật hay Bồ Tát là để tượng trưng cho trở về với cái tri kiến Phật. Rồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cũng có nghĩa là trở về với tri kiến Phật. Niệm nhiều, niệm ít cũng giống nhau. Pháp Hòa ví dụ đi ha. Ví dụ như giờ mỗi tối á, mình lấy sâu chuỗi mình niệm 10 sâu Nam Mô Di Đà Phật. Rồi có những vị người ta niệm, người ta nói: trời ơi, con niệm Phật Di Đà vãng sanh tịnh độ, nhưng mà con cũng thương Đức Quan Âm lắm, con cầu Ngài phù hộ cho con mạnh giỏi, cho nên con niệm thêm sâu Quan Âm. Cái niệm xong cái suy nghĩ nó: Quan Âm cứu khổ cứu nạn, rồi lỡ con cũng muốn niệm Bồ Tát Địa Tạng luôn, để con hồi hướng cứu độ của quyền thất tổ của con. Cái niệm thêm sâu Địa Tạng. Ta có nhiều vị một đêm vậy là niệm hết Phật này tới Phật kia, vì quan niệm sao mỗi Phật độ một chuyện. Con bệnh nhiều quá niệm Dược Sư, con khổ cái tay con cái, con khổ con niệm Quan Âm. Cho nên rồi á, một người chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật, rồi một người mỗi tối niệm mỗi diện sâu, hai người cùng ngồi làm gì? Niệm Phật. Công đức giống nhau không? Tương đồng. Chẳng qua là một người quan niệm, cho nên niệm nhiều danh hiệu Phật. Cũng giống như mình ngồi thiền. Thật ra cái cách mà Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng là cái cách rất là căn bản cho bước đầu thôi, để mà làm sao để cho những vị rất là mới với cái sự trở về chánh niệm tỉnh thức. Cho nên A-di hít vào, Đà Phật thở ra. Hít vào còn sống, thở ra mỉm cười. Hít vào thân an, thở ra tâm tịnh. Bây giờ một người không có cần phải khởi mấy cái niệm đó nữa, cứ ngồi biết hơi thở vào ra thôi cũng giống nhau. Đều là trở về với cái giây phút hiện tại chánh niệm. Thì Phẩm Phổ Môn cái đoạn đó cũng có ý đó đó. Người kia niệm 62 ức Phật Bồ Tát, một người niệm một danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, cả hai đều trở về với tri kiến Phật. Công đức giống nhau. Cũng giống như mình trì chú thôi. Giờ con thích chú Chuẩn Đề, cứ lấy cái bài chú Chuẩn Đề đó tụng trọn đời, cũng giống như một người trì Đại Bi, cũng như một người niệm Phật. Vì sao? Giây phút nào mình ngồi tĩnh lặng lại, mình trì một bài thần chú, mình niệm một danh hiệu Phật, cũng đều là giây phút trở về với bản thân của chúng ta, với tự tánh của chúng ta. Bây giờ người kia không niệm Phật mà tụng kinh được hết, hình thức có khác thôi, nhưng mà mục đích chỉ là một. Cho nên trong kinh Địa Tạng nè, phẩm thứ 13, một người nào mà rơi xuống địa ngục, vừa tới cửa địa ngục thôi giật mình, niệm một danh hiệu Phật, niệm một câu kinh, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, người đó đều rời địa ngục. Niệm một danh hiệu Phật gọi là niệm Phật, đọc một câu kinh gọi là niệm Pháp, niệm danh hiệu của Bồ Tát là niệm Tăng. Bồ Tát là Tăng, kinh là Pháp, Phật là Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, người nào khởi một trong ba niệm đó cũng đều ra khỏi cái khổ đau. Có những người khổ quá đi kiếm Pháp nghe, được không? Nó niệm Pháp đó. Thay vì khổ quá đi lên mạng coi có nhạc gì nghe để cho nó tương đồng với cái khổ của mình không, để cho mình ước ác, để cho mình rủ rượi ra thêm. Còn ngày mình khổ mình đi kiếm Pháp. Cho nên á, buồn tụng kinh á,
Nói buồn mà, buồn mà tu đỡ hơn buồn không tu. Có những người ta buồn thì để đánh bài, đâu hết buồn đâu. Sau đó rồi mất thời gian, sanh thêm cái bệnh nữa, bệnh ghiền, rồi thâm thủng tiền của, hoàn toàn không có lợi. Buồn đi uống rượu, buồn đi hút thuốc. Ở chùa mình có một cô giờ cô mất á, cô hay nói hồi đó chồng đi vượt biên mất tích, con đi vượt biên mất tích, cha con đi kỳ đó mất tích. Cô buồn quá, cô muốn hút thuốc, hút cho chết, chết theo chồng, chết theo con. Ai ngờ đâu con không chết mà giờ con ghiền. Đó, tự cô lên cô tâm sự như vậy. Thế ra cũng cùng một là một cái khổ, nhưng mà khổ ý thức và chánh niệm và tu, khổ để đưa mình chìm nữa, thì hai cái cách nó khác. Chứ đạo Phật là cái chỗ đó. Thế thì cái người câu người ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ là vậy. Cung ứng cho người ta một cái phương thức nào đó để người ta hết khổ thì rõ ràng. Và thậm chí mới nói mấy bà mấy ông khổ mới vô chùa tu. Ủa không khổ tu chi? Khổ mới tu. Mình đa phần là giống như bệnh mới uống thuốc, chứ ai khỏe đi uống thuốc bao giờ. Thật ra họ có nói vậy cũng đúng, chứ không có gì sai hết. Không có gì phải buồn giận người ta cả. Mà nếu mà mình mà khổ mà tu như vậy là quá quá hay rồi. Giống như bệnh mà uống đúng thuốc, bệnh mà biết tìm thuốc uống. Chứ người ta nói điều đó không có gì sai, cũng không có gì giận hết. Nên nó thất tình nó mới đi tu đó à, cũng được nữa không sao hết. Thất tình nó đi tu, chứ còn thất tình rồi nó lang bang, nó tìm tình khác mùng 3, mùng 7 rồi càng khổ hơn nữa. À, không có người này cứ ráp vô người khác tạm, rồi mai mốt không hợp ráp vô, chờ suốt cuộc đời ba chìm bảy nổi. Còn thất tình cái dứt hết tất cả các tình, giờ tình Phật, giờ tình của Phật, chứ không có tình lăng nhăng nữa, cũng tốt chứ không sao hết. À, mình thấy là cái tu tập là mình có được cái nhìn đó, tự nhiên mình không có còn giận ai nữa hết. Chẳng qua người ta có cái nhìn sai về mình thôi, chứ không có gì phải giận. Giống như người ta đứng sau lưng thì nói ôi ôi, cái người đó giống như người mù rờ voi vậy đó. Người mù người ta rờ con cái chân con voi, ta nói con voi như cái cột nhà. Tại sao? Tại vì họ chụp ngay cái chân con voi thôi. Rồi họ cầm cái vòi con voi thì nói sao, ô con voi như là cái đường, cái ống nước. Tại sao? Họ chụp đúng ngay cái vòi thôi. Họ chụp cái lỗ tai con voi, nó ô con voi như là cái lá chuối, như cái quạt. Tại sao? Vì họ chụp đúng ngay cái đó thôi. Nhưng mà họ có nói đúng trọn vẹn con voi không? Không. Nhưng không có giận họ. Cái người trí là không có giận mấy người đó, vì mình hiểu được rằng họ thấy cái phương diện nào họ nói cái đó. Cho nên nhiều khi người ta nói mình vậy đó, mình có thể mình nhìn lại coi đúng rồi, người ta nói một phần đó của mình mà. Ta không nói trọn vẹn mình là ai, nhưng mà ta nói một phần đó. Nhưng người ta lầm, người ta chấp, người ta cho mình là một toàn thể cái đó, nhưng mình biết. Cho nên trong câu chuyện nó kể, ông vua thấy nguyên một nhóm người mù ngồi đó mà định diễn tả về con voi. Nhưng mà ông vua là người có mắt, trí sáng, ngồi cười vui với cái người mù đó thôi, đây nhóm người mù đó thôi, mà không có giận họ, không có trách gì họ hết. Vì họ mù mà. Họ dính, cái mù là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái định kiến của mỗi người, cái tà kiến của mỗi người. Cho nên mình mà trong cuộc sống của mình, một trong những cái làm mình khổ là gì? Là cái kiến, là cái thấy đó. Nhớ không? Đời này là ngũ trược á, thì trong đó có một cái gọi là gì? Kiến trược. Mà hễ mà kiến trược rồi thì thế nào cũng sanh ra phiền não trược. Buồn, vui, giận, ghét theo cái kiến của mình. Rồi mình sống như vậy gọi là gì? Kiếp trược, mạng trược. Cho nên đời nói chung là kiếp trược.
Trong kiếp trượt nó có những cái trượt chi tiết. Vậy hiểu được chỗ đó rồi ha. Người mà trở về được với cái chỉ cần mình chịu tu thôi, tu sao cũng được. Câu hỏi cuối cùng: mỗi ngày mẹ con trì chú Đại Bi, sau đó niệm Phật và hồi hướng. Có người nói không nên trì chú Đại Bi vì có tên của các vị Bồ Tát, mình không rành sẽ bị phiền phức tới gia đình. Vậy mẹ con có nên, vậy mẹ con nên tụng kinh gì và có nên trì chú Đại Bi nữa không? Quý vị thấy không? Mới nói cái vụ tà kiến cho tà kiến nó xuất hiện. Nếu mà nói rằng tụng Đại Bi là sẽ dính dáng tới tên của Phật Bồ Tát thì trong cuộc sống này chắc không dám kêu ai chứ, bởi vì kêu người nào cũng trúng tên người ta chứ. Thí dụ như anh đến Nguyễn, anh Năm, cái nó kêu anh Năm, rồi không được kêu tên tôi, tội, không phải. Có hai trường hợp để mình gọi. Gọi để chửi hay gọi để tán thán. Ví dụ mình tụng là Nam Mô Hắc Ra Hắc Na Ra Dạ Gia, ở trong đó là mỗi câu là tên, là hạnh nguyện của Quan Âm, là những ứng thân của Quan Âm, mà mình kêu bằng cái sự thành tâm, thì cái này là tán thán hay chửi rủa? Tán thán. Còn ví dụ mình kêu tên người ta để mình chửi rủa, cái này mới khác chứ. Cho nên đừng có nghe người, cái người nói mà người ta nói mà người ta không hiểu ta đang nói gì hết trơn. Ở trong cuộc sống này có những cái người mình gọi để mình ca ngợi. Thí dụ mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là gọi tên ông Phật vậy. Không lẽ kêu vậy, cái nói đừng gọi ông Phật vậy, tên của mấy ổng gọi vậy phiền phức lắm á. Nếu mà không cho trì chú, nói chú Đại Bi có nhiều tên của Phật Bồ Tát, mình không rành sẽ đưa phiền phức tới gia đình mình, thì giờ không dám tụng gì nữa hết, không dám niệm gì nữa hết. Tại vì bỏ chú Đại Bi thì nhầm các Phật Bồ Tát rồi, không lẽ niệm Di Đà không dính tên Phật Di Đà sao? Niệm Phật Thích Ca không dính Phật Thích Ca sao? Và rốt cuộc rồi, cái người này, cái người nào mà đưa ra cái thuyết như vậy đó, không biết họ tu cái gì. Thật sự mấy cái này mình không cần phải nghe, mà hoàn toàn không có chân lý gì hết. Chờ quý vị cứ việc tiếp tục trì chú Đại Bi hay là niệm Phật gì đó tùy mình. Nhưng mà không phải vì cái chuyện ở trong chú Đại Bi á, là 84 câu. Chú Đại Bi gồm có 84 câu, và mỗi một câu là một biểu tượng của cái hóa thân của Đức Quan Âm. Và khi mình thành tâm, mình ở trong, khi mình tụng kinh trì chú là mình thường hay nói thành tâm trì tụng mà, nghĩa là mình gọi hạnh nguyện, mình đọc tên các vị đó tương đồng với mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là mình gọi ta ngợi tán thán, thì công đức nó sanh trưởng chứ tại sao gọi là phiền phức. Mà ví dụ thôi, một vị Phật, vị Bồ Tát mà mình đọc tên của các vị để sanh phiền phức tới cho mình, thì cái đó gọi được, làm sao được gọi là danh hiệu của Phật và Bồ Tát được. Mà thậm chí chúng ta tu hành là chúng ta phát nguyện sao? Nguyện đến mức độ là khi nào chúng sanh nào nghe tới tên con, thấy hình ảnh của con đều phát tâm. Nhớ không? Cái bài tụng đó: chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài gì đó thoát khỏi ngục hình đớn đau. Đó là hai câu dịch từ cái câu chữ Hán đó. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh. Thấy tướng con, nghe tên con, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Đều phát được tâm bồ đề và vĩnh viễn xa rời cái khổ luân hồi. Thế thì tại sao lại nói là đọc tới danh hiệu Phật Bồ Tát là tới phiền phức? Nếu mình đọc danh hiệu Phật Bồ Tát mà phiền phức thì các ngài chẳng phải là hiệu của Phật, hiệu Bồ Tát. Cho nên mình mới thấy rõ đó, nếu mà chúng ta hiểu cái gì mà không bằng cái chánh kiến, bằng cái chánh pháp, bằng cái chân chánh giáo đó, thì chúng ta sẽ đưa ra rất nhiều những cái tà thuyết.
đó là những cái thuyết lệch lạc và hướng dẫn cho người khác đi vào con đường lệch lạc. Cái đó gọi là nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên đàn mù. Ví dụ như giờ cái vị Phật tử này mà không đưa câu hỏi này ra, thầy bắt đầu kêu bà má đừng niệm Phật, đừng trì chú gì nữa, làm gì? Bây giờ bỏ trì chú đại bi đi, nó thôi niệm Phật đi, niệm Phật cũng là một hình thức gọi tên. Mà thậm chí mình Việt Nam có một bài nhạc ấy, còn mãi gọi tên nhau. Rồi mình gọi Phật, gọi danh hiệu Phật Bồ Tát tốt quá chứ có gì đâu được. Thí dụ như mình khổ quá, mình một người nào chăm sóc cho mình, mỗi lần mình bệnh mình kêu tên người đó. Thí dụ mà Pháp Hòa làm việc không, mỗi lần mà computer nó có trục trặc cái Tịnh Tạng ơi lên giúp thầy, Đức Tạng ơi lên giúp thầy, vậy thôi. Thì mình gặp khổ nạn nào mình biết cái đối tượng đó có thể cứu khổ mình phải gọi họ. Như vậy mới gọi là Phật Bồ Tát chứ. Và cái người đó có mặt để làm gì? Để thực hiện cái hạnh nguyện của họ. Cho nên quý vị thấy là trong Phật Pháp á, mỗi một vị có một cái hạnh nguyện tùy theo cái khó khăn của mình. Cái đó là gì? Để giúp cho mình khổ cái nào có cái tương ứng đó. Các ngài cùng một mục đích thôi, không có khác đâu. Các ngài cùng mục đích thôi. Nhưng mà tại vì chúng sanh mình á, thích gì thích đa dạng cho nên các ngài cũng đa dạng. Bồ Tát biết tâm ý của chúng sanh, thích còn trang điểm, cho nên các vị Bồ Tát đều có tóc, đều đeo vàng vòng hết. Mấy thầy thấy đây mấy cái tượng Bồ Tát không? Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền rồi đó. Trời, châm rồi cài rồi xuyền rồi vân vân. Đó là gì? Để nói lên rằng các ngài là Bồ Tát nhập thế đó, chúng sanh thích cái đó. Duy có Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng hình tướng làm sao? Cạo đầu, mặc đồ tu, đó là Bồ Tát xuất thế. Chúng ta tùy thời nào thì chúng ta có những phương tiện đó. Đó, cái dịch Covid này là mình thấy rõ ràng cái chuyện đó thôi. Có ai có những cái nhu cầu nào thì mình ứng theo cái nhu cầu đó. Nói tụng kinh, bây giờ người ta bệnh dịch, người ta không cho đi tới nhà hoàng. Nếu mà mình không có cái phương tiện livestream hay là FaceTime thì cũng đâu có thể giúp được, phải không? Mình nói là tụng kinh phải có mặt ở đó nó mới linh. Bây giờ cái vấn đề giữa cái có mặt để linh hay là tụng để có cái sự linh đó là do cái tâm mình phóng tới. Mình cầm cái chu ly nước này mình rải một cái làm sao mà biến sái tam thiên được. Nhớ không cái câu mình tụng đó? Dương chi tịnh thủy, cành dương nước tịnh, biến sái tam thiên, một cái rẫy thôi mà ra cả 3000 thế giới. Cái đó làm sao làm được? Nhưng mà cái gì rải? Cái rải này hay là cái tâm mình rải? Cái tâm mình rải, cái tâm mình phóng ra đó. Cho nên mình, cái ly nước là một biểu tượng. Nước là tượng trưng cho thanh tịnh. Cái nhành dương là một phương tiện quyển chuyển. Hai cái này phối hợp lại với cái tâm thanh tịnh từ bi của mình lưu xuất qua đó, nó đi qua cái nhành dương mình rải ra. Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên. Nó làm từ đâu? Nó làm từ tánh không bát đức. Bát đức, bát công đức thủy đó, lợi cả nhân thiên, làm cho pháp giới sáng rộng thêm. Hỏa diệm, hóa hồng liên, từ một cái ngọn lửa biến ra thành ra một cái hoa sen hồng. Hoa sen nở ra ở trong một biển lửa.
trong cái thời gian biển lửa này nè, đó, Covid là nạn dịch rồi, có người sợ hãi, có người lo lắng, đủ thứ hết. Những chương trình học Phật được đưa ra để làm gì? Để trong biển lửa hóa sen hồng. Những người lo lắng, những người sợ hãi, nhờ những thời kinh, nhờ những lời pháp mà họ đang ở trong cái sự lo lắng khổ đau đó, họ an tịnh trở lại. Có phải là hỏa diệm hóa hồng liên không? Từ đó mình Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, ngay nơi họ ngồi trở thành chỗ thanh lương địa, đất thanh tịnh. Thầy trò mình ở đây cũng thanh lương địa, không ai làm biếng hết. 3 tháng trời trong chùa không ai được làm biếng hết. Một ngày bao nhiêu thời kinh, hết việc này tới việc kia. Thì khi mình làm được cái việc đó, mình không có nghĩ tầm bậy, mình không có tạo nghiệp xấu. Ở trong biển lửa mà chúng ta vẫn tác được những cái việc làm thiện lành. Thành nữa mình thấy cái bài tụng đó bây giờ nó trở nên rất thật và rất màu nhiệm, chứ không phải là những cái bài nói cho nó có nói. Và chúng ta thấy rằng cái bài gì Tán Dương Chi đó, Dương Chi Tịnh Thủy Biến Sái Tam Thiên, Tánh Không Bát Đức Lợi Nhân Thiên, Pháp Giới Quảng Tăng Duyên, Pháp Giới Sáng Rộng Thêm. Nếu mình nói giáo lý, mình nói học Phật pháp chỉ thu gọn đây, cái nó thu gọn. Bây giờ mình đưa ra cái livestream là Pháp Giới Sáng Rộng Thêm. Đây là mình nói cho những trường hợp Phật pháp. Bây giờ các thầy, các cô, các chư tôn đức hay là các tôn giáo khác cũng vậy. Người ta cũng làm cho pháp giới sáng rộng thêm bằng cái tánh không bát đức đó. Bát đức của nước là thuần khiết, trong sạch, mát mẻ, êm dịu, trơn láng, mịn màng, vân vân. Người nào tắm ở trong cái nước đó đó, da dẻ trơn tru, tắm xong không đói khát, cái công đức của cái nước đó đó. Có nhiều khi mình đọc sách, mình đọc kinh mà mình không thấy đói bụng là tại vì mình đang ở trong cái dòng suối mát của giáo pháp. Mà cái sữa pháp nó mới nuôi mình được. Và nhờ mình trong cái cảnh khổ mà mình ráng mình tu tập để mình an được, thì ngay nơi đó là đất của thanh lương, gọi là thanh lương địa. Vì vậy mà tụng kinh, dù có thể mình không hiểu hết những cái nghĩa sâu sắc của kinh, nhưng mà nhờ khi mà chúng ta ngồi tụng như vậy đó, chúng ta thanh tịnh được 3 nghiệp thân miệng ý. Và chúng ta duyên theo lời kinh, cho nên từ đó nó tỏa ra được cái năng lượng bình an. Có nhiều người, người ta ngồi, người ta nghe mình tụng thôi thì người ta cũng có được sự bình an. Cho nên mình, nếu mà mình ở nhà mình theo dõi livestream thì mình có 2 cách mình theo dõi. Một là mình dựng cái phone ở trước bàn Phật của mình, rồi mình cũng mặc áo tràng, cũng hành trì y như là mình đang thực hiện một khóa lễ và có quý thầy hướng dẫn. Còn như trường hợp những vị nào không có phương tiện thì mình có thể dựng cái phone của mình hay là cái iPad của mình ở đâu đó, ở trên bàn ăn, rồi mình cũng ngồi trang nghiêm trên ghế, mình hành trì theo. Nhưng mà nhờ cái giây phút mình thực hiện trong cái hoàn cảnh của mình thì tự nhiên mình không có lãng phí thời gian, và trong giây phút đó mình đang tạo những cái nghiệp thiện lành cho mình. Trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta thường có khi mình tạo tội. Chữ tội là gì? Khi mà chúng ta cố tình chúng ta làm một việc gì đó. Thì không phải là mình, khi mình làm một cái điều sai, người khác có thể ảnh hưởng. Không phải người ta lãnh mà người ta ảnh hưởng. Ví dụ như vừa rồi ở bên Mỹ, thì cái ông cảnh sát đè cổ một cái người Mỹ đen đó, thì cái ông kia ông tắt thở ông chết. Thì bây giờ dân, những người da đen họ
họ họ đánh phá, họ đốt các cái khu cửa tiệm. Thì bây giờ buộc lòng là phải đem cái ông cảnh sát đó ra xử. Và những người có cùng cộng tác với ông cũng ảnh hưởng ít nhiều. Người ta không có lãnh hết cái nghiệp của một ai đó, nhưng mà trong cuộc sống mình làm một cái điều gì, nó có thể nó ảnh hưởng đến người khác. Ở đây là Pháp Hòa muốn có một câu hỏi là tại sao mình không thể lãnh nghiệp giùm người khác, nhưng mình có thể hồi hướng công đức của mình cho người đó. Thường thường ở trong cuộc sống, mình làm việc gì tốt trong Phật Pháp mình hay nói hồi hướng. Nhưng mà mình biết rằng không phải mình hồi hướng mà người đó được. Tại sao? Tại vì người đó cũng phải có cái phước để nhận được cái phần hồi hướng của mình. Bây giờ mình nói đơn giản trong cuộc sống, thường thường người ta nói mình nói mình gặp người ta mình chia buồn. Nhưng mà mình thật sự nếu người ta chia mình có dám lãnh không? Rồi mình gặp người ta có niềm vui, mình nói xin chia vui. Vui ai dám cho, ai cho. Thành thử ra cái vấn đề mà chúng ta hồi hướng là cái tâm thiện lành. Khi chúng ta làm được việc tốt, chúng ta nghĩ đến, chúng ta muốn chia sẻ. Cũng giống như mình nấu một món ăn, mình đem ra, mình nói tôi nấu món ăn mời hết tất cả mọi người. Nhưng mà trong đó có những người ăn được nhiều, ăn được ít, và có những người không ăn được. Và những người không ăn được là tại vì cơ thể họ không thể tiếp nhận được cái món ăn đó. Những người ăn ít là bởi vì có thể họ không quen món ăn đó. Những người ăn được nhiều là họ thích. Thì cái phước của chúng ta chan rãi đồng đều, nhưng mà tùy theo mỗi cái phước của mọi người mà người ta tiếp nhận. Cũng giống như một cái người, người ta nói một cái điều hay, cũng chưa chắc mọi người sẽ tiếp nhận. Cho nên nhưng không vì vậy mà chúng ta không nói điều hay. Mình cứ nói, mình cứ tiếp tục mình sống tốt, mình tiếp tục mình chia sẻ cái điều lành. Còn bao nhiêu người hấp thụ, bao nhiêu người được tiếp nhận là tùy. Tại vì sao? Vì cái duyên của mỗi người nó mỗi khác. Cho nên khi mà chúng ta nói là chúng ta thật sự chúng ta không thể lãnh, nhưng mà chúng ta có phần ảnh hưởng. Ví dụ bây giờ trong đây có một người nào làm sai, thì cái người chính đương sự đó, đó là nghiệp của họ rồi. Còn mọi người xung quanh là có cái phần ảnh hưởng. Cho nên mình hồi hướng hay là nghiệp ở trong cuộc sống đã là nghiệp của mỗi người thì ai cũng có phải tự nhận cái đó. Thì phước cũng vậy, phước của mình thì mình hưởng thôi. Còn cái phần mình chia sẻ đó là tùy theo cái phước duyên của mỗi người. Chứ không phải mình học mình nhưng không thể không hồi hướng. Nhưng mà trong cái tâm niệm lành, có nhiều người người ta cũng không có niệm lành đó, thì người ta đâu có chia sẻ cho ai. Nhưng mà trong Phật Pháp là mình luôn luôn khuyến thiện. Còn cái vấn đề là lãnh nghiệp, không lãnh nghiệp cho ai, để mình nói để chi? Để mọi người đừng có ỷ lại vào người khác. Đừng có ỷ lại vào người khác để tự mình sống tốt. Còn nói là hồi hướng là để tự đương sự cái người tu tập niệm lành luôn luôn sống mà biết trang rãi đến mọi người. Cho nên á, thường thường mình gặp ai đó mình nói tội nghiệp. Tội nghiệp là gì? Nghĩa là cái nghiệp họ làm bây giờ thành cái tội. Nhưng mà chúng ta chỉ nói có một câu tội nghiệp mà chúng ta quên một câu thứ hai là gì? Phước nghiệp. Họ có cái phước, họ sống bằng cái nghiệp đó. Ví dụ có những người sống luôn luôn biết thương mọi người, biết nghĩ đến mọi người, sống trong chúng mà luôn luôn đến với chúng mà ai người ta cũng hạnh phúc, thì cái đó là cái phước nghiệp của người đó. Nhưng mà một người nào đó sống trong chúng mà họ luôn luôn họ làm những cái điều khó khăn cho chúng, thì cái đó là tội nghiệp. Thành ra mình lâu xưa giờ mình nói con câu cứ ai thấy khổ khổ nói tội nghiệp. Nhưng mà tại sao có những người người ta sống thiện lành thì chúng ta có câu thứ hai chúng ta nói là phước nghiệp. Cho nên đừng chỉ có một câu tội nghiệp mà quên cái phần phước nghiệp. Chợ đây cũng thế, đa phần chúng ta nói hồi hướng, nhưng mà chúng ta biết rằng cái hồi hướng đó là cái tâm thiện lành chúng ta muốn chia sẻ cho mọi người. Còn nhận được bao nhiêu là tùy phước của họ. Còn nghiệp ai dám lấy, trong cuộc sống này không ai dám nhận của ai. Nhưng mà có phần ảnh hưởng. Mình làm tốt, mình làm điều không đúng thì trong gia đình mình cũng có phần ảnh hưởng. Còn mình cũng phải là cái người lãnh cái nghiệp đó. Cho nên chúng ta nói cộng phước,
cộng nghiệp. Phước có thể cộng, nghiệp có thể cộng, nhưng mà lãnh thì người đương sự phải lãnh, còn những người xung quanh là chúng ta ảnh hưởng cái phần nghiệp hay phần phước thôi. Nói cho rõ như vậy. Câu hỏi thứ hai: con xin cảm ơn những gì thầy đã và đang làm cho những Phật tử ở hải ngoại này. Xin thầy giải thích giúp con một trong những điều răn của Phật về một người bạn tốt là đệ tương phú tàng. Nhiều website dịch là mình có gì thiếu sót, khuyết sót không hay, họ đều che giấu cho mình. Có nơi khác thì Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ, đến khi thiện căn họ thành thục, bây giờ sẽ chỉ cho họ thấy rõ chân lý đích thực, rõ lý chân như đích thực. Con vẫn chưa hiểu tường tận. Thưa đại chúng, cái câu hỏi này á, cái câu mà đệ tương phú tàng á, là nó nằm ở trong cái gọi là thiện hữu thất sự hôm trước mình có học đó. Tức là bảy cái điều thiện của một người bạn, bảy điều kiện để được nhận định là một người bạn tốt, thì cái câu này là một trong bảy cái đó. Ví dụ như là tao khổ bất ly nè, tức là khi mình khổ nạn không bỏ nhau. Bần tiện bất khinh, lỡ người bạn đó nghèo khổ mình không có khinh thường. Mật sự tương cáo là có những gì gì đó thầm kín chúng ta đều chia sẻ cho người bạn đó. Rồi đệ tương phú tàng là tương trợ với nhau, che giấu những cái lỗi lầm sai sót của nhau. Rồi nang tác, mà nang tác, chữ nang là khó. Nang tác nghĩa là việc khó làm mà mình có thể làm cho người đó. Rồi nang giữ, mà nang giữ tức là việc khó giữ mà chúng ta cũng cố gắng giữ được. Rồi nang nhẫn, mà năng nhẫn tức là chuyện khó nhẫn mà mình cũng nhẫn được. Cái đó gọi là bảy cái đó gọi là thiện hữu thất sự, tức là bảy việc, bảy vấn đề mà được nhận là một người bạn tốt. Thì trong này có cái câu là đệ tương phú tàng, tức là mình tương trợ với nhau, che giấu ẩn tàng những cái lỗi của nhau. Thì trong này mới nói rằng có nơi giải thích mình có gì khuyết sót không hay, họ che giấu cho mình. Cái này là một cái lối giải thích ngắn gọn theo cái nghĩa của cái câu là đệ tương phú tàng. Nhưng mà nếu mà giải thích chi tiết thêm, tại sao mình phải giấu, tại sao mình phải giấu điều đó, là bởi vì thứ nhất mình thấy rằng cái này chỉ là một cái lỗi, và người này có khả năng phục thiện, và mình thấy rằng bản thân của người này có nhiều khả năng, có nhiều khả năng làm những cái điều hay hơn nữa, cho nên mình không thể nào vì một cái lỗi nhỏ của họ mình phô trương, mà mình phải cố gắng bao che để làm gì? Để giúp cho người đó cải thiện, để giúp cho người đó sống tốt. Cái này là trong cuộc sống, không phải là bạn bè không, huynh đệ, những người thân của mình, nếu mình thấy rằng họ có nhiều cái hay, mà họ, nếu mà họ được giáo hóa, họ được thấm nhập, họ có thể thay đổi tốt. Cho nên một cái người bạn tốt là cái người, ở đây là thiện hữu thật sự này, là một thiện hữu, là một người bạn lành, mà người là bạn lành này có đủ hai phần từ bi và trí tuệ. Từ bi là thương cho cái người bạn kia, trí tuệ là biết cách làm sao ứng xử để giúp cho người bạn của mình chuyển hóa. Cái này là cái đặc biệt, chứ không phải là một, nhưng mình có được một người bạn như thế này đó, thật sự người bạn này đúng là thiện tri thức, chứ không phải những người bạn bình thường trà dư tửu hậu, mà những người bạn này là họ luôn luôn họ sống bằng cái sự tu tập của họ. Cho nên họ thấy mình sai, điều đó không có đáng, họ có thể che giấu để làm gì? Để mong cho mình chuyển hóa. Mà mình á, là cái người mà một người, mình là người bạn với họ đó, thì mình cũng phải có cái tàm quý, cái là tự xấu hổ với mình, tự xấu hổ với người kia, tự xấu hổ với mình là cũng thấy xấu hổ với người kia sao luôn luôn trợ duyên cho mình,
mà mình không có cái tâm phục thiện, không có cái tâm chuyển hóa, thì mình bị mất đi cái duyên lành gặp được những người bạn này. Thành thử ra họ không phải như những người bạn bình thường là dễ dàng buông bỏ nhau. Thật ra thí dụ mình chơi với bạn đi, phải không phải dẹp, cái đó bình thường. Bạn như vậy trong cuộc sống này nhiều lắm. Nhưng mà những người bạn mà nan giữ, nghĩa là những người bạn mà rất, cái người bạn này có những chuyện mình khó giữ lắm, khó giữ gìn lắm mà mình giữ gìn được. Ví dụ như mình giữ gìn được cái tâm từ bi với họ, mình giữ gìn được cái tâm bao che cho họ, giữ gìn được cái tâm lân mẫn với họ. Năng nhẫn, chuyện khó nhịn mà mình nhịn được. Có nhiều khi họ lấn lướt mình mà mình vẫn nhịn họ. Còn cái chuyện mà người ta lấn lướt mình rồi mình phải cho họ biết tay rồi chấm dứt bạn, thì những cái bạn đó chỉ là bạn trong thế gian bình thường thôi. Còn đi tìm được một người bạn mà luôn luôn ôm ấp mình, bao che mình, không phải dễ. Cũng giống như huynh đệ thôi. Thí dụ bây giờ mình sống chung một chùa với nhau, mình không phải là chị em, anh em ruột thịt, là những người huynh đệ cùng tu chung một chùa. Nhưng mà mình thấy cái người bạn đó có cái lỗi lầm, mình luôn luôn mình ẩn tàng, mình che giấu. Không phải là mình kết phe, nhưng mình thấy rằng người bạn này hy vọng rằng ở chùa lâu năm, nghe pháp nhiều, tu tập nhiều sẽ được chuyển hóa. Như vậy mới gọi là một người bạn đặc biệt chứ, mới được đi vào trong kinh sách chứ. Còn bạn mà bình thường thì đâu có nói. Ở đây là những người bạn có tuệ giác, có từ bi, có tuệ giác. Cho nên có những vị trong cái giới luật, có những vị người ta làm sai và chư tăng thấy rằng cái điều sai của họ không quá đáng, không có phạm vào những cái điều gọi là nặng nề giới trọng, nhưng mà họ có rất nhiều những cái khả năng để hoằng pháp lợi sinh, thì có những buổi họp làm sao để giúp họ sám hối, để phục thiện, để họ tiếp tục cái con đường hoằng pháp lợi sinh của họ. Và nói theo ngoài đời là gì? Lấy công chuộc tội. Hay không? Mình có cái lỗi thì mình lấy cái công mình ứng xử, làm sao để mình phục thiện lại cho chính mình. Chứ ở đây cái câu thứ hai có nơi khác thì nó là Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ, đợi đến khi thiện căn của họ thành thục. Tại sao? Tại vì nếu nói theo Phật pháp thì gì, mình nhận ra rằng ai cũng có Phật tánh, ai cũng có những cái cơ hội để phục thiện. Cho nên mình cho họ cơ hội phục thiện là cái điều mà mình mở cửa để mình tiếp những cái thành phần đi vào trong con đường chánh pháp. Thưa đại chúng, trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Nếu mà một người mà người ta làm lỗi cái mình đẩy người ta ra, làm lỗi mình đẩy người ta ra, thì có lẽ mình không tìm được một người nào có cơ hội tụ tập chuyển hóa hết. Thí dụ như thời của Đức Phật, Ngài Đề Bà Đạt Đa nè, lục quần tỳ kheo đó, sáu vị tỳ kheo mà chuyên môn tạo những cái điều mà khó khăn trong tăng già đó, trong tăng chúng đó, rồi mấy sáu vị đó cũng được tiếp nhận. Và thậm chí với cái nhìn của đại thừa thì sáu vị này là ai? Là những Bồ Tát, là những thiện tri thức tạo những cái điều rắc rối để làm gì? Để Đức Phật có cái cơ, có cái duyên, cái cớ để Đức Phật chế giới, thấy không? Rồi Ngài Ương Quật Ma La, tức là Ngài Vô Não đó, cũng được tiếp nhận, vân vân. Thành thử ra những cái người mà người ta gây lỗi như giết người, như Ngài Ương Quật Ma La, nhưng mà mình biết rằng cái này là gì? Là do họ bị người ta đưa họ vào con đường tà kiến sai quấy. Cho nên cũng như vậy, có những người không biết, không được duyên lành, không gặp được những thiện hữu tri thức, họ có thể làm những điều sai, nhưng mà mình biết được người này có rất có khả năng, họ có thể chuyển hóa được. Cho nên cái câu đệ tương phú tàn là gì? Tương trợ với nhau. Chữ phú là che, chữ tàn là ẩn. Mình che giấu và mình ẩn tàng những cái lỗi đó để mình mong rồi từ từ tìm những cách nào đó để chuyển hóa cho họ. Câu hỏi thứ ba,
bạn con được chính phủ trợ cấp tiền nuôi bệnh, nhưng thời gian sau bạn con tự nhận tiền mà không có người nuôi. Kính thưa Thầy, bạn con có bị tội về lường gạt không? Và như vậy có phải bị nhân quả không? Tức là ở đây chương trình chính phủ họ có những chương trình trợ cấp cho những người nuôi bệnh. Rồi có những người nuôi bệnh rồi bây giờ cái không còn người bệnh để nuôi, nhưng mà vẫn khai với chính phủ là mình còn người bệnh để nuôi và nhận tiền. Thì cái điều này có đúng hay không? Thật ra thưa đại chúng là nếu mình có thể người ta có một cách nghĩ khác. Người ta nghĩ là tiền của chính phủ mà, tội gì không nhận. Nhưng mà thật sự ở đây á, chính phủ họ rất là rõ ràng. Nếu như mình thật sự là một người nuôi bệnh, mình đúng hợp pháp thì họ trợ cấp cái tiền đó cho mình. Nhưng mà nếu mình không còn người để nuôi, mình phải báo cáo để người ta ngưng cái tiền trợ cấp đó. Nếu như mà mình 5 năm, 10 năm mình vẫn tiếp tục nhận cái tiền đó mà hoàn toàn mình không có người bệnh nào để mình nuôi, chính phủ họ biết được thì mình cũng phải trả lại hết toàn bộ số tiền mà mình đã nhận trước kia. Đó là chưa nói là mình còn bị phạt hay cái gì nữa ha. Ở đây là nói một cách đơn giản là họ sẽ đòi lại đủ. Rất nhiều trường hợp mình đã biết. Cho nên mà hơn nữa quý vị thấy á, thật ra nói là tiền chính phủ chứ tiền của ai? Tiền của dân. Tất cả mọi người đi làm đóng thuế vào đó. Rồi chính phủ lấy cái tiền thuế đó để làm tất cả những công việc trong xã hội. Chính phủ không có ăn. Chính phủ không có hối lộ cái tiền đó. Chính phủ không có ăn chặn cái tiền đó. Mà chính phủ làm tất cả những công việc gì liên quan đến xã hội. Ví dụ như mà nội mà mình thấy là chính phủ trợ cấp tiền bệnh thôi. Mà trong xã hội không biết bao nhiêu dạng bệnh. Bệnh tâm thần, rồi những người bệnh sanh ra bẩm sinh bị bệnh vân vân, đều là tiền của chính phủ hết. Mà nói chữ tiền chính phủ đó là nói vậy thôi, chứ thật sự ra tất cả cái đó là tiền của người dân đi làm đóng thuế vào đó. Sửa đường hàng năm, nếu mà ở xứ lạnh là tốn tiền dữ lắm. Tại vì đường xá sau một mùa đông là hư hết. Và chính phủ phải tốn, bỏ tiền ra rất nhiều. Thậm chí những cái ali phía sau mình, những con đường phía sau, sửa đường, đèn đuốc vân vân, đều là những cái nguồn tiền từ người dân đóng thuế. Tiền thuế đất, tiền thuế đi làm, mình mua vật dụng, mình đóng thuế hết. Và mỗi người công dân phải đóng thuế. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mình đóng thuế vào đó, ngoài chu cấp cho xã hội ra, bây giờ có những cái tai nạn nó tới. Ví dụ như vừa rồi đây, cái nạn Covid-19, thì mọi người dân đều phần lớn là thất nghiệp. Thì những người nào thất nghiệp thì được nhận cái tiền của chính phủ hết. Thật ra mình thấy là khi mình nhận á, thì mình không thấy là lúc mình đóng á, thì mình thấy đau lắm. Mình thấy là mình phải đóng. Nhưng mà mình thấy khi mình hữu sự là quả thật cái tiền mình đóng vô nó đều có cái lợi ích hết. Và ở trường hợp khác, có những vị sẽ trốn thuế. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, mình hỏi trốn thuế chi vậy? Nói trốn thuế đi làm, để lấy tiền để đi làm từ thiện. Thì bây giờ thay vì mình làm từ thiện thì chính phủ làm từ thiện giùm mình. Mà mình còn không mắc cái tội nữa. Mắc cái tội là thứ nhất là gì? Bản thân mình mang vào trong người cái sự hồi hộp lo lắng là mình lường gạt. Cái thứ hai là nếu chính phủ phát hiện là mình bị một cái vết. Mà hơn nữa không cần thiết. Thành ra thay vì mình cứ đóng uống vô đó, thì những cái tiền mình làm đó cũng đi vào từ thiện hết thôi. Nhưng mà ở một cái hình thức là từ chính phủ mà mình đang sống. Còn mình khai thuế không đúng để mình nhận cái tiền đó lại, thì hỏi để làm gì? Cũng đi làm từ thiện. Mình có cái cách để mình bào chữa là đi làm từ thiện, đi cúng dường vân vân. Thì đại chúng phải mình suy nghĩ cái điều đó. Còn cái câu hỏi, có một cái câu hỏi nó liên quan là ai là người thẩm định nhân quả? Nếu là không có một Đức Phật, một đấng thần linh nào nhận định nhân quả thì ai? Thật sự nhân quả là cái luật tự nhiên. Ví dụ như mình trồng một cái hạt xuống đất, thì cái hạt đó là nhân nè, đất là nhân nè,
nước là nhân nè, không khí là nhân nè, mưa là nhân nè, nắng là nhân nè, thì tất cả các cái nhân đó nó duyên với nhau để nó có cái quả. Không có ai, không có ông nào ngồi phúng mưa, không có ông nào ngồi soi nắng. Thì nhân quả là một cái luật tự nhiên. Ví dụ mình lấy nước, mình để lên cái lò mình nấu thì lát nó sôi. Thành thử ra cái câu hỏi trong này có một vị hỏi là nếu mà Đức Phật không phải là người đặt ra nhân quả, không phải là người xét cái nhân quả, thì ai là cái người nhân quả là một cái luật tự nhiên. Mình làm không đúng thì trước sau gì cái việc đó nó cũng sẽ không đúng. Nó tùy theo cái duyên thôi. Ví dụ như mình trồng một cái hạt cải xuống, nhưng mà nếu mà mưa tốt, nắng tốt thì trong vòng tháng có cải ăn. Nhưng mà ví dụ mình trồng cây bầu, nó lên đường khúc vậy thôi, tự nhiên có một trận lạnh quá, một cái cơn tuyết nhẹ nó rơi xuống, dù là tháng 5 hay tháng 6, thỉnh thoảng em mình tên mình vẫn có tuyết vào tháng 6, thì có thể những cây bầu nó chết. Trên bình thường thật sự có những cái mà nó lên lẹ là do cái duyên tốt, hay là nó chậm là do cái duyên không đủ. Có nhiều khi có những năm thiếu mưa thì mình không được thu hoạch. Thật sự tất cả đều là nhân quả, là cái luật tự nhiên. Mình không tin, mình vẫn phải sống trong cái sự xoay chuyển của nhân quả. Mình không tin cũng không sao, tại vì không ai đặt ra mà cũng không ai áp đảo mình phải tin cái đó cả. Nhưng mà mình đang sống trong nhân quả. Ví dụ như là mình hồi nãy mình đói quá, mình lấy một chén cơm mình ăn vô thì mình no. Thì mình vẫn sống trong cái vòng nhân quả đó thôi. Thì ở đây nè, nếu chúng ta làm cái điều không đúng mà họ 3 năm sau, 4 năm sau họ chính phủ mà phát hiện rồi, mình cũng sẽ trả đủ à. Mà mình thỉnh thoảng đọc tin tức, mình thấy có rất nhiều người ta bị như vậy. Đừng có nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như nội ba cái tiền sữa nè. Tiền con nít ở đây mà chính phủ cho tiền medical đó. Cho nên hồi đó Pháp Hòa có mấy chú nhỏ nhỏ đó. Là đúng luật á, là mình có bao nhiêu chú thì ở cái tỉnh Alberta này họ sẽ cho Pháp Hòa cái thẻ để đi khám bác sĩ, đi lấy thuốc cho mấy chú miễn phí. Tại vì mấy chú dưới 18 tuổi. Nhưng mà khi mấy chú lớn lên rồi, đúng 18 tuổi rồi á, là mình phải liên lạc với cái những cơ quan đó. Mình nói mấy chú này lớn rồi, tôi không có còn under cái dưới cái sự cai quản của tôi nữa, thì họ phải cắt cái đó thôi. Hoặc là có nhiều khi họ gửi giấy báo trước luôn á, họ nói 3 tháng nữa là cái người này sẽ thành 18 tuổi rồi, dù không có còn tiếp tục legal để mà lo cái người này nữa. Và có những cái vấn đề là chúng ta phải liên lạc để chấm dứt cái đó. Ví dụ mình quên đi, có nhiều khi quên lửng luôn. Năm sau nó phát hiện, rồi nó tính ra mỗi tháng vừa rồi mình lãnh nhiều của họ, suốt năm sau trả lại hết. Dạ. Trước đây con thấy đạo Phật rất xa và rất cao. Phật là hình ảnh nào đó mà con không thể đến gần được. Nhưng may mắn con gặp được những buổi pháp thoại của thầy trên YouTube. Con đã hiểu và thấy rằng Phật rất gần, rất thân thiện. Lời dạy của Phật cũng rất đời và lời giảng của thầy cũng rất thật, vui và đầy đủ ý nghĩa. Thưa thầy, con rất tin vào nhân quả, tuy nhiên có thắc mắc xin thầy hoan hỷ giải thích giùm con. Khi ta làm sai thì sẽ nhận hậu quả, xin hỏi thầy ai sẽ là người giám sát việc làm sai và bắt ta phải chịu? Không có ai hết, đó là một cái luật thiên nhiên vậy thôi. Mình nó ở trong một cái mình thể trồng cái cây đó, nó vẫn sẽ lên, nhưng mà nó tùy theo cái duyên mà nó lên. Thở đây có cái câu hỏi kế nè. Khi người ta làm sai, nếu có người giám sát việc làm sai của ta, tại sao không bắt ta phải chịu hình phạt ngay sau đó, một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, mà phải để đến kiếp sau mới chịu hình phạt? Nếu ta làm sai và ta phải chịu hình phạt ngay liền đó thì sẽ có tác dụng giáo dục tốt hơn, người đời sẽ giảm bớt tham sân và si hơn.
Ý nói là nếu có một người nào đó thẩm định cái nhân quả thì tại sao không bắt người đó phải chịu tội liền đi, để cho người đó có cơ hội được giáo hóa, rồi cuộc sống con người sẽ giảm tham sân si, mà tại sao phải để tới kiếp này kiếp sau làm chi? Thưa đại chúng á, thật ra mình nói là nói vậy thôi. Nhưng ở đây như thế này, thứ nhất là mình đã biết rằng không có ai thẩm định nhân quả, đúng không? Và cái thứ hai là gì? Thí dụ khi mình làm một cái việc gì đó, chắc gì có ai tới đó nói mình làm sai mà mình nhận không? Cũng chưa chắc. Tại vì ai cũng có cái gì? Cái ngã, ai cũng có cái bảo thủ, ai cũng có cái bảo, nghĩa là cũng có cái sự bào chữa cho chính mình. Tôi làm như vậy là đúng. Đó. Thật sự, bây giờ mình nói trong cuộc sống đơn giản thôi. Đó, mình cứ bây giờ mình khoan nói những cái xa. Mình cứ nói những cái chuyện rất gần là chưa chắc gì khi chúng ta làm một điều gì đó mà người khác tới nói đó sai mà chúng ta nhận. Chưa chắc. Đó là chưa nói với cái thành kiến của mình đã nói là mình làm đúng, không có sai. Rồi là chưa nói gì nữa, xung quanh mình, những người người ta tán trợ cho cái việc mình làm là đúng. Còn nếu mà nói rằng á, có những loại cây á, nó có thể lên trong vòng 3 tháng, nhưng mà có những loại cây phải 3 năm sau mới có trái. Thí dụ, mình trồng mùa hè mình gieo cải bẹ xanh, cải xà lách, bầu bí, trong mùa hè mình có ăn. Tháng 5 mình gieo, rồi tháng 6 mình gieo, vậy khoảng tháng 7, tháng 8 mình có trái mình ăn. Nhưng mình trồng cây bưởi, cây cam, không thể mà một năm mà có ăn được, mà phải 3 năm sau mới có ăn. Đó là mình nói theo cái, tùy theo cái loại nhân quả, tùy theo cái loại nhân mà cái thời gian kết quả. Rồi có những cái á, bây giờ mình chưa thể thấy mà sau này mới thấy. Ví dụ như có lúc mình làm hiện tại giờ người ta thấy nó phi, nó sai, nhưng mà có thể trong tương lai người ta thấy nó là đúng. Chứ cái vấn đề nhân quả đó không có ai quy định. Và nếu mình nói rằng nếu mà tại sao không có để cho mình thấy sớm hơn, mình nói vậy thôi. Chứ còn nói cho đúng ra, nếu mình có tư duy, mình có chịu khó quan sát, thì xung quanh mình nè, trời ơi, nhân quả người ta xảy ra đến với họ nghĩa là biết bao nhiêu. Nếu chúng ta muốn tư duy, muốn quan sát, muốn học hỏi thì rất nhiều xung quanh mình để mình học. Ví dụ bây giờ mình nói về vô thường đi. Đó, đọc đi biết. Một năm không biết bao nhiêu những cái tin tức vô thường cho mình thấy cuộc sống mong manh. Một năm không biết bao nhiêu những cái vụ án mà chúng ta phải thấy rằng họ tạo nhân giờ họ lãnh quả. Có hết chứ. Nhưng mà tại vì mình nghĩ nó phải happen, nó phải xảy ra đối với mình. Nếu mình muốn tự, mình muốn giáo hóa mình thì nội cái chuyện mình nhìn xung quanh thôi là mình cũng thấy được kết quả rồi. Đó, ví dụ như cách đây bao lâu, 1-2 tuần trước gì đó, một cái chuyến máy bay ở BC mình đó, vừa bay lên là rớt xuống mấy người chết. Không? Rồi bên Mỹ vừa rồi có một anh hình như cầu thủ hả con, anh ảnh lái máy bay rồi ảnh lủi vô trong chiếc, ai là ai, họ đi chiếc máy bay từ trong một cái buổi sáng sương mù đó, rồi máy bay nổ. Thành nếu mình quán về, mình muốn thấy sự vô thường chớp nhoáng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm đều có những cái tin tức, những cái hình ảnh hết. Cho nên ở đây á, mình hiểu rằng có những cái nhân nó chưa đủ cái duyên để nó có mặt. Thành thử ra mà đa số chúng ta phải đợi tới cái kết quả chúng ta mới gọi nó là cái quả thôi. Chứ còn các vị mà người ta có được cái tuệ giác như Phật, Bồ Tát á, thì các vị thấy ngay cái tạo nhân này người ta đã ngán rồi, người ta sợ rồi. Còn chúng sanh mình là đợi tới cái quả nó nở ra rồi thì mình mới thấy được cái sai quấy. Là mình Bồ Tát á, thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả là vậy. Cho nên trong cuộc sống mà mình tu tập á, mỗi ngày mình đều có cơ hội để mình quan sát hết. Nổi cái chuyện mình sống chung với nhau thôi. Mình sống chung với nhau thôi là mình thấy được, mình cũng học rất nhiều từ người kia. Học từ cái sai, học từ cái đúng.
Mình thấy tại sao cái người đó làm sai đó, là mình biết rằng giống như kinh Tư Lượng vậy đó. Thấy người đó không ai chơi với họ thì mình biết rằng nếu mình sống như vậy, mình cũng sẽ không ai chơi với mình, không ai nói chuyện được với mình. Còn người kia tại sao quá nhiều bạn, tại sao có rất nhiều người ta thích, là tại vì người ta sống không có cái này, không có cái đó. Thì kinh Tư Lượng là vậy đó. Rồi mình nhìn vô một cái bát nước, mình nhìn vô một tấm gương, mình thấy mặt mình sạch thì mình phải vui rằng mặt mình rất sạch. Và nếu mình thấy mặt mình dơ thì mình phải đi chùi rửa để làm cho cái mặt mình nó sạch lên. Nếu mình nhìn á, mình thấy á, có những người người ta tu chỉ trong vòng có một thời gian ngắn thôi, người ta có kết quả tốt. Có nhiều khi mình tu hoài, tu bao nhiêu năm trời mà không có kết quả gì hết. Tại sao? Mình phải cho mình một cái cơ hội để mình tư duy, mình quán chiếu lại. Từ cái cách mình sống, ứng xử, cho đến cái cách mình nội tâm mình hành trì. Con người mình sống nó có hai phần á, cái mặt mà đối đãi hàng ngày bên ngoài và cái mặt nội tâm của mình. Ví dụ mình khởi tâm ganh tị, đâu ai biết, trừ khi nào mình thể hiện thôi. Hoặc là mình ganh tị và mình thể hiện rất ngầm, mình khéo léo, mình tinh vi, mình ganh tị mà không ai thấy, không ai biết. Nhưng mà thật ra mình đã sống bằng cái nhân đó. Và cái kết quả là tâm mình chưa bao giờ khởi được một cái lòng lân mẫn đối với ai. Mặc dù có thể mình vẫn sống trong chùa. Và có đôi khi mình ở trong chùa nhưng mà cách sống mình còn dở hơn một người cư sĩ Phật tử. Thì cái vấn đề không phải là thời gian bao lâu, mà được phải nói tới cái thiện căn, cái căn lành của chúng ta, cái sự tư duy, sự quán chiếu. Cho nên đừng đợi nó phải xảy ra đến với mình. Nhiều khi nó xảy ra đến với mình là mình cũng chết ngắt rồi, mà mình phải có cơ hội mình nhìn xung quanh để mình giật mình thức tỉnh. Ví dụ như thường thường đi xe highway nè, thấy ở trước bị phạt cái tức kịch, cái ở sau mình làm gì? Chậm lại, lái chậm lại liền. Mà đợi tới phiên mình ăn tức kịch là rồi, phải không? Cho nên mình thấy người ta là mình phải lo mình rồi. Trong cuộc sống là nó vậy. Thành thử ra cái sự tu tập là vậy đó. Trong người lại ngẫm tới ta. Mà mình đợi khi mà cái đó nó đến với mình đó, thì đôi khi nó muộn. Ví dụ giờ mình nói đợi tôi già. Mình thấy cái đó, thấy không? Thấy người già không? Hôm qua hôm kia cô Hằng của phone cũng nói, thầy nhớ bác đó không? Trời ơi, bữa nay là bác quên 100% luôn. Phong Hoàng nói, trời mau vậy hả? Cách hôm bữa mới bắt đầu cái dịch nè, là Phong Hoàng lên, đi lên lên thăm bác á, đi ngang bác còn nắm tay. Bác kêu đúng tên luôn, rồi bác nói chuyện bình thường vậy. Bác nói lúc này yếu quá, không đi chùa được. Mọi lần đi hoài, hỏi tuổi, hỏi tên là biết hết, mà bữa nay quên hết trơn. Nó chỉ có trong vòng thời gian ngắn thôi. Và có nhiều khi á, đêm hôm nay mình ngủ, ngày mai là nó đã khác rồi. Thành thử ra, chỉ cần mình có cái nhìn xung quanh thôi. Cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, cái gì mình cũng có thể học được. Mà không cần phải đợi nó tới, nó phải xảy ra ở nơi chúng ta. Nhiều khi cái vô thường nó xảy đến nơi mình là mình không còn. Cái tai ương nó đến với mình là mình đã tiêu rồi. Mà mình phải thấy với người mà chúng ta cẩn thận. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ mình lái xe vậy đó. Thấy xe trước bị cảnh sát mà bật đèn mà rước theo rồi là mình đằng này mình phải lo thôi. À. Hay là thậm chí mình thấy ở trước một cái tai nạn xảy ra là tự nhiên dưới này mình phải cẩn thận thôi. Lâu lâu đi máy bay á, mấy người mà ta lên máy bay ta ngồi mà máy bay nó im rồi bắt đầu sao với ông tháo dây nịt ra bắt đầu ngồi đi tới đi lui, mà tới hồi máy bay mà nó nhúc nhích, nó rung rinh, nó lạng tới lạng lui, bắt đầu
chạy chạy lật đật tới kiếm chỗ ngồi xuống, rồi lấy dây nịch đồ nít lại, và thậm chí mà nặng nề hơn là có người bắt đầu tụng kinh rồi đó. Hồi nãy là không lo niệm Phật tụng kinh. Cho nên ở đây là cái câu hỏi là nếu có một người giám sát, thật sự ra thì không ai giám sát, mà còn nếu mà có, thí dụ có giám sát đi, chưa chắc người ta tới người ta nói mình nhận. Mà luôn luôn có cái bào chữa. Đừng có nói chi mấy cái chuyện gọi là lớn lao đó, chuyện rất là nhỏ hàng ngày thôi. Ví dụ mình làm đó, người ta nói trời ơi phải mà làm được. Tôi biết chứ, mà tôi thích kiểu vậy nè. Cuộc sống này nó vậy đó. Thật ra chưa chắc người ta nói mình mà mình chịu nghe nữa. Thật ra chỉ cần mình nhìn xung quanh thôi. Hoặc là đôi khi á, người ta thấy mình làm sai, người ta không dám nói. Tại sao? Một, có thể mình là người có nhiều thế lực lớn quá, ta nói không dám nói. Ví dụ đi, làm chung với nhau đó, mà mình là người nhỏ, mình thấy ông sếp lớn ăn hối lộ, dám nói không? Mình nói ổng là ổng sẽ thanh toán mình liền. Bằng cách là một là cho mình nghỉ việc, hay là người ta sẽ thủ tiêu mình. Thành thử ra có rất nhiều những vấn đề, có thể là người ta có, một là mình là người dễ giận, người ta cũng không dám nói nữa. Nói tới mình cái mình giận à, thôi riết ta không dám nói nữa. Rồi hai nữa là mình luôn luôn là có cách để bào chữa, người ta cũng không nói. Và hoặc là có đôi khi mình cố chấp, mình biết sai nhưng mà do cái tâm cố chấp của mình cũng không nhận và vẫn tiếp tục làm sai. Cho nên rất nhiều những cái vấn đề ở trong cuộc sống mà tại sao mà chúng ta không thể phục thiện được. Một người luôn sống tốt và làm điều thiện, không làm điều ác, mà không niệm A Di Đà Phật, như vậy khi chết sẽ đi về đâu? Cái này là tùy nghiệp vãng sanh. Phật Bồ Tát á, là tùy nguyện vãng sanh. Còn chúng ta là tùy nghiệp tái sinh. Ví dụ bây giờ mình sống tốt đi, rồi bây giờ mình cất cái vụ niệm Phật quan bên á, mình sống tốt. Thì người sống tốt là hành thiện phải không? Hành thiện thì đi đâu? Cõi trời, cõi người. Ví dụ mình tu trọn năm giới đi, không giết người nha, không phải ăn chay nha. Cái vấn đề là mình không giết người. Còn cái chuyện ăn chay là mình đi cao nữa. Thí dụ mình không, mình thí dụ bây giờ là đời này mình không giết người là mình giữ trọn giới thứ nhất rồi. Nhưng mà mình lại ăn chay nữa, cho nên đời sau trở lại đời này á, mình có trở lại làm người á, ít bệnh tật. Nó có cái mình không, mình giữ được cái giới thứ nhất thì mình, thí dụ mình giữ được năm giới, nhưng mà trong cái giới thứ năm, thứ nhất là không sát sanh, thì mình được trở lại làm người. Nhưng mà nếu mình giữ được cái giới không có ăn mặn nữa, thì cái phước của mình là gì? Ở trong cõi người mà ít bệnh tật. Có những người người ta ở trong cõi người nhưng mà bệnh tật tối ngày, thì mình biết rằng đời trước người này tuy không giết người nhưng mà sát sinh, ăn con vật nhiều, cho nên đời này thường bệnh hoạn. Thí dụ vậy. Rồi giờ thứ hai là mình không trộm cắp, không lấy của người khác. Mình không lấy của người khác thì đời này mình cũng được trở lại làm người. Còn nếu như trường hợp mình cũng bố thí thì đời này mình được làm người, nhưng mà của cải mình dư giả. Nhưng mà có cái trường hợp là bố thí xong hối hận, tiếc quá, phải nãy biết vậy cho nó 5 đồng thôi, tự nhiên sao mình ngu quá, cho nó tới 10 đồng nữa. Cho xong rồi tiếc thì đời sau cũng có phước, cũng có của vậy, nhưng mà bị cái nghiệp gì biết không? Không dám ăn. Và nếu mà còn nặng nề nữa là sao biết không? Lúc tốt cất hết, lúc bắt đầu hư đem ra ngồi dạt. Có không? Trong cuộc sống này có kiểu vậy không? Nhiều lắm. Lúc còn tốt không ăn đâu, đem cất, đem giấu đã đời, tới hồi nó móc, nó hư lên, bắt đầu ngồi cong xương, ngồi dạt dạt, lại ngồi ăn từng chút vậy. Có.
Thật ra đời này mình cũng có cái phước đó. Mình không trộm cắp là được cái phước trở lại làm người có của. Nhưng nếu bố thí nữa thì là giàu có. Mãi mà giàu có bố thí, mà bố thí trọn vẹn không tiếc nuối thì có xài, có xài. Còn trường hợp có cất không à, không dám xài, trời ơi thiệt, có nhiều khi á nó không đáng tiếc lẫn, cũng tiếc lẫn, mà có những cái không hề là của mình, không phải là của mình mà cũng giấu giếm, cũng cất xén chi cho nó khổ vậy không? Cái đó, cái nghiệp đó. Thầy thử trường hợp vậy gọi là gì không? Tội nghiệp. Trường hợp đó gọi là tội nghiệp, là cái nghiệp của cái người đó, cái nghiệp của cái tội đó, cái tội bỏng sản đó. Còn ví dụ như có người ta nói thôi của bá gia bá tánh ta mang đến đây mình cứ cúng dường cho đại chúng hết, người ta cúng cái khác, mình có đâu có phải tiếc lẫn cho mình, phải không? Thì mình sống được như vậy đó, đời nào mình sinh ra mình cũng được có mà xài. Cho nên á, quý vị nhớ là mình tùy theo cái phước mình tạo. Mình tạo cái phước nào có phước đó, nhưng mà nó có cái chi tiết của mỗi cái phước đó nữa. Ví dụ như sát sinh á, sanh ra được làm người à, do mình không sát sinh. Nhưng mà vì mình không sát sinh những cái lớn thì mình được làm người, nhưng mà bù lại mình ăn mặn nhiều quá, mà ăn những món độc địa nữa chứ thì đời này bệnh tật liên miên. Có nhiều cô cũng tội, nói cha đời trước con chắc cũng sát sinh dữ lắm, cho nên đời này cứ bệnh không có nặng nề, cứ lai rai mà suốt quanh năm đi thăm bác sĩ hoài hoài vậy đó. Trộm cắp, tà hạnh. Rồi nhiều khi á, cái trong cái lỗi đó nó có cái trường hợp gì nè, tự mình làm phải không? Rồi trường hợp thứ hai là gì? Khuyên bảo người khác làm. Có nhiều khi mình không làm nhưng mình đốc xúi người ta làm thì đời sau mình cũng mắc một cái quả lại. Hay là ngay trong đời, nhân quả thì như nói đó, cái nhân là vậy đi, rồi cái quả thì nó tùy theo cái duyên á, có thể mình nó xảy ra với mình đời này, có thể là xảy ra đời sau. Thì mình cũng sống đầy đầy, nhưng mà gia đạo của mình nó bị người ta sao? Dòm ngó người ta đốc xúi, cũng có cái lỗi. Cho nên á, cái nghiệp thị phi, cái nghiệp đi rỉ tai, nói này nói kia, đó là cái thế nào rồi mình cũng mắc cái quả. Mắc cái quả là gì? Đời sống của mình luôn luôn bị người ta dòm ngó moi móc. Tại cái nhân của mình là gì? Dòm ngó chuyện người khác, đi dèm pha chuyện người khác, chuyện không đáng cũng nói, còn chuyện mà chuyện ít mình nói cho nó nhiều lên nữa. Thì đời này mình cũng, tại mình quen miệng mình thấy đời đời này đời sau đó, chữ đời là ở tương lai, mình nói đời sau đây, nói là tương lai đi cho dễ hiểu vậy đó, chứ đừng nghĩ là hết chết đời này đời sau. Có thể là trong cái đời này, nhưng mà ở tương lai mình gặp những cái nạn đó. Cho nên người nào giữ trọn được năm giới thì người đó trở lại làm người. Người nào giữ được 10 giới là thập thiện đó, họ sanh về cõi trời. Còn thí dụ mình tu năm giới, mình tu thập thiện, nhưng cái chỗ mình muốn tới là cõi cực lạc Tây Phương, mình vẫn có thể hồi hướng về đó. Nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Còn nếu mình không có niệm Phật, mình không có cầu sản sanh Tây Phương thì mình đi theo cái nghiệp mình tạo. Nếu mình giữ được năm giới nhưng mà ở những cái phần chính thôi thì cũng trở lại làm người, nhưng mà trung bình thôi, không có gì trội hết. Ví dụ đời này mà đủ ăn đủ mặc là cũng phước rồi đó. Rồi có những trường hợp nè, giàu có lắm nhưng mà bị con nó phá của. Có không? Cũng có. Thật ra cái gì nó cũng có cái nhân quả. Tại sao mình bị phá như vậy? Vì mình phung phí. Bủng xỉn cũng không được mà phung phí cũng không được. Cho nên có một vị hòa thượng á, có một ông cư sĩ cũng lên than với hòa thượng, nói hòa thượng ơi, con thì sống con biết bố thí, con biết làm lành, mà kẹt cái vợ con, trời ơi sao bả bủng xỉn quá,
Nhiều khi người làm mà ăn một chút thôi, bà cũng xăm soi bà nói, mà còn thấy chuyện nó không có đáng mà bà cũng nói. Hòa thượng bữa nào bà lên, hòa thượng khai thị giùm bà, khai thị cho bà. Cái bữa nọ bà lên chùa, cái ông hòa thượng chào xong, cái ông hòa thượng cung tay vậy. Cung tay vậy hoài, cái bà nói, hòa thượng bữa nay có tật ha. Tai kỳ tật. Cái hòa thượng bữa nay, bà thấy lạ không? Lạ chứ, tự nhiên sao hòa thượng không tử, cái tai hòa thượng tự nhiên hòa thượng cung vậy chi vậy? Ông nói, à, tôi cung như vậy phải không, mà cũng kỳ phải không, mà tôi để như vậy hoài cũng kỳ biết không. Thời cái tai của mình á, khi nào cần co thì mình cứ co, khi nào cần duỗi thì mình cần duỗi, khi nào cần quơ mình cần quơ, khi nào mình làm gì mình làm đấy. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, mình sống mà mình phung phí cũng là một loại dị, mình búng xỉn cũng là dị, xài cái đáng xài cũng giống như tai mà có co có duỗi tùy lúc vậy đó. Quý vị hiểu được cái câu chuyện như vậy. Hòa thượng khai thị, cái nào mình thái quá nó cũng là kỳ hết đó. Mà mình biết tùy, có những khi không cần phải tốn tới 25 cent cũng không tốn, nhưng nếu có những lúc cần phải tốn tới 25 đồng cũng phải tốn, tại vì nó cần thiết cho cái việc đó. Thở trong cuộc sống á, mình nhớ là cái của cải là mình sống, nhớ là của cải là tạm thời, mà tạm thời nghĩa là gì? Mình sống trong đời này thôi nha. Ví dụ bây giờ mình làm ra tiền đi, là để ứng dụng cho đời này nè, để mình chi trả cho đời này. Không có ai mà nói tôi để dành tiền để tôi đem cho đời sau, biết nói vậy nhưng mà đa phần mình không sống được vậy. Còn nếu như mình nói là đời sau là gì biết không? Ta đi mua mấy cái giấy tiền đồ giả, ta đốt cho mình, ta chôn theo cho mình, chứ không ai đem đồ thiệt theo đó. Mà nếu như mà ở đây thì không có cái vụ mà đào mồ lấy của, chứ ở những cái xứ nghèo là nhiều lắm. Nhà giàu mà chôn của cải đồ theo là hay bị người ta quật mồ, người ta lấy của lắm. Chơi hòa thượng khai thị vậy đó, cái bàn tay của mình á, khi nào cần co co, khi nào cần duỗi duỗi, và cứ lúc nào buông xuôi như vậy, mình làm cái thái độ nào nó cũng trật hết trơn á, nó cũng kỳ hết trơn á. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, người mà phung phí cái tự nhiên người ta không có thấy quý mình, ta thấy mình sống phung phí quá. Mà người mà sống mà bỏng sẻn quá cũng không được, mà cái chuyện gì đáng xài nên xài, việc gì mình nên mở lỏng cho. Có nhiều người khó chuyện đáng khó thì người ta nể, mà khó mà chuyện không đáng khó thì người ta lại ghét. Thành thử ra Pháp Hòa nhớ trong Tứ Thư Bình Giải có câu, mình lấy cái lực mình phục người á. Cái lực tức là trong đó hai trường hợp, một là sức mạnh, hai là quyền uy. Mình lấy cái lực mà mình phục người á, người ta phục mà người ta không có kính. Tức là người ta nghe mà người ta không phục. Thí dụ như biểu, làm đi, tại vì mình làm lớn hơn họ, mình biểu mình họ làm. Thì họ vẫn làm, nhưng mà trong lòng họ không kính, không phục. Còn nếu mình lấy cái đức mà mình, lấy cái đức mình cảm hóa người khác á, thì người ta làm bên ngoài mà lẫn kính ở bên trong. Mà trong đó còn nói giống như Đức Khổng Tử có 70 người đệ tử một lòng đối với Ngài. Thật ra mình ở trong hãng, ở trong một cái nơi chốn nào mình làm lớn cũng vậy á. Mình nói tới đâu người ta nghe răm rắp, để ý cái cách người ta nghe. Ta nghe mình là tại vì mình hung dữ quá, mình thế lực quá, ta sợ mình ta làm. Nhưng mà cái tâm người ta có phục có kính không? Nó có hai trường hợp như vậy. Còn nếu như mà trường hợp thí dụ như mình có quyền uy nhưng mà không bao giờ mình sử dụng, mà mình lại sử dụng cái đức khác, đó là cái đức của khiêm cung. Các chị em hôm nay phụ với tôi làm việc này nha, thái độ nó khác liền. Bữa nay mấy vị phải tôi làm cho này, cái này cho tôi nghe. Tự nhiên người ta vẫn làm, nhưng mà cái tâm cảm phục nó không có.
Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ là cùng khắp, rộng lớn, mà cái hiền đó là cái đức sống. Thì bây giờ mình muốn sinh vào cõi nào thì tùy theo cái cách sống của chúng ta. Ví dụ như mình sống mà mình không bao giờ biết lân mẫn tới ai thì tự nhiên nó đưa đẩy sao cái tự nhiên mình rơi vào một cái cảnh giới là sống không có ai, mình sống rất là cô độc. Mặc dù mình đang sống rất đông người, nhưng mà tại cách sống của mình, từ từ nó đi vào trong cái cảnh giới đó hết. Còn nếu mình nguyện vãng sanh, nghĩa là mình muốn vượt khỏi cái cách sống đó đi, thì mình phải thay đổi cách sống đó, thì tự nhiên mình vãng sanh tới đó. Ở đây là mình phải hiểu được cái ý niệm vãng sanh theo hai trường hợp. Đợi tới chết mà vãng sanh Tây Phương á, thì mình chưa biết ha. Nhưng mà vãng sanh ngay trong đời này, tôi thấy rằng tôi đã sống như vậy trong bao tháng năm qua không được, bây giờ tôi muốn vãng sanh, đổi cách sống. Lâu nay tôi sống hướng hạ, bây giờ tôi phải sống hướng thượng. Cách sống nó khác liền, và tùy theo cái nhìn của mình. Cho con hỏi, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có nói đến 62 ức, con không hiểu, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Chữ ức á, là một đơn vị số, một con số. Nó có nhiều cách tính lắm. Cách tính theo Việt Nam cũng có, cách tính theo Trung Quốc cũng có, cách tính theo Ấn Độ cũng có. Tùy mỗi quốc gia người ta cái ức nó là bao nhiêu. Phong là ví dụ như ở Việt Nam mình đi chợ mình mua 1 chục cam, thì có nhiều khi 1 chục là bao nhiêu? 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục bao nhiêu? 12 trái. Phải vậy không? Nó bán cho tôi 1 chục cam đi. Cái bà đó có tính 1 chục cam là 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục là 12. Có chỗ nào 1 chục 13 không? 14 cũng có vậy. Phải không? Thành thử ra ở đây cũng trường hợp vậy. Cái chữ ức là một con số. Và Việt Nam mình tính khác, Trung Quốc tính khác, và Ấn Độ tính khác. Theo Du Già Sư Địa Luận á, thì ức theo Ấn Độ là có 4 cách. Nhưng thôi bây giờ mình nói nhiều quá không nhớ nổi đâu. Nói một cái thôi. Để mình lấy con số tượng trưng. Thật sự ở đây nói ức, nói vạn, nói hằng hà là nói để muốn nói con số gì? Con số nhiều. Vậy thôi. Thì ở trong Phẩm Phổ Môn có cái đoạn này. Nếu một người nào mà niệm 62 ức hồng danh của Phật Bồ Tát, bố thí cúng dường, thời phước có nhiều không? Dạ nhiều. Một người mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, một hiệu thôi nha, phước đức cũng bằng với người niệm 62 ức danh hiệu Phật Bồ Tát cúng dường. Thì câu hỏi ở đây là, chữ ức ở đây là nghĩa sao? Là con số. Và bây giờ Pháp Hòa đưa ra một con số thôi, để mình có khái niệm. Một ức là bao nhiêu? Là 100 ngàn. 100 ngàn gọi là một ức. Vậy thì 62 ức là nhiêu? 6.200.000. Pháp Hòa lấy một con số để cho đại chúng dễ nhớ thôi. Một ức là 100 ngàn. Đây là một trong cách tính của Ấn Độ. Còn có trường hợp là 10 vạn kiêu ức, 100 vạn ức nữa. Bây giờ lấy con số dễ tính ha. 100 ngàn là một ức. Vậy thì 62 ức ở trong Phẩm Phổ Môn nói là nhiêu? 6.200.000. Đó là mình giải thích theo cái câu hỏi là ức là vậy. Nhưng mà ở đây nói cho nó trọn cái câu trong Phẩm Phổ Môn luôn. Niệm 62 ức danh hiệu Phật Bồ Tát và cúng dường, những người làm như vậy đó, và so với một những người nào mình chỉ cần niệm một danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thôi, thì phước đức của hai người đồng nhau. Tại sao có cái trường hợp như vậy? Bởi vì
Niệm Phật hay Bồ Tát là để tượng trưng cho trở về với cái tri kiến Phật. Rồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cũng có nghĩa là trở về với tri kiến Phật. Niệm nhiều niệm ít cũng giống nhau. Pháp Hòa ví dụ đi ha. Ví dụ như giờ mỗi tối á, mình lấy sâu chuỗi mình niệm 10 sâu Nam Mô Di Đà Phật. Rồi có những vị người ta niệm, người ta nói trời ơi con niệm Phật Di Đà vãng sanh tịnh độ, nhưng mà con cũng thương Đức Quan Âm lắm, con cầu Ngài phù hộ cho con mạnh giỏi, cho nên con niệm thêm sâu Quan Âm. Cái niệm xong cái suy nghĩ nó, Quan Âm cứu khổ cứu nạn, rồi lỡ con cũng muốn niệm Bồ Tát Địa Tạng luôn để con hồi hướng cứu độ của quyền thất tổ của con, cái niệm thêm sâu Địa Tạng. Ta có nhiều vị một đêm vậy là niệm hết Phật này tới Phật kia, vì quan niệm sao mỗi Phật độ một chuyện. Con bệnh nhiều quá niệm Dược Sư, con khổ cái tay con cái con khổ con niệm Quan Âm, cho nên rồi á một người chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật. Rồi một người mỗi tối niệm mỗi diện sâu sâu. Hai người cùng ngồi làm gì? Niệm, niệm Phật. Công đức giống nhau không? Tương đồng. Chẳng qua là một người quan niệm, cho nên niệm nhiều danh hiệu Phật. Cũng giống như mình ngồi thiền. Thật ra cái cách mà Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng là cái cách rất là căn bản cho bước đầu thôi. Để mà làm sao để cho những vị rất là mới với cái sự trở về chánh niệm tỉnh thức. Cho nên A-di hít vào, Đà Phật thở ra. Hít vào còn sống thở ra mỉm cười. Hít vào thân an thở ra tâm tịnh. Bây giờ một người không có cần phải khởi mấy cái niệm đó nữa. Cứ ngồi biết hơi thở vào ra thôi cũng giống nhau. Đều là trở về với cái giây phút hiện tại chánh niệm. Thì Phẩm Phổ Môn cái đoạn đó cũng có ý đó đó. Người kia niệm 62 ức Phật Bồ Tát, một người niệm một danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, cả hai đều trở về với tri kiến Phật. Công đức giống nhau. Cũng giống như mình trì chú thôi. Giờ con thích chú Chuẩn Đề, cứ lấy cái bài chú Chuẩn Đề đó tụng trọn đời cũng giống như một người trì Đại Bi, cũng như một người niệm Phật. Vì sao? Giây phút nào mình ngồi tĩnh lặng lại, mình trì một bài thần chú, mình niệm một danh hiệu Phật, cũng đều là giây phút trở về với bản thân của chúng ta, với tự tánh của chúng ta. Bây giờ người kia không niệm Phật mà tụng kinh được hết, hình thức có khác thôi, nhưng mà mục đích chỉ là một. Cho nên trong kinh Địa Tạng nè, phẩm thứ 13, một người nào mà rơi xuống địa ngục, vừa tới cửa địa ngục thôi giật mình, niệm một danh hiệu Phật, niệm một câu kinh, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, người đó đều rời địa ngục. Niệm một danh hiệu Phật gọi là niệm Phật, đọc một câu kinh gọi là niệm Pháp, niệm danh hiệu của Bồ Tát là niệm Tăng, Bồ Tát là Tăng, kinh là Pháp, Phật là Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, người nào khởi một trong ba niệm đó cũng đều ra khỏi cái khổ đau. Có những người khổ quá đi kiếm Pháp nghe được không? Nó niệm Pháp đó. Thay vì khổ quá đi lên mạng coi có nhạc gì nghe để cho nó tương đồng với cái khổ của mình không? Để cho mình ước ác, để cho mình rủ rượi ra thêm. Còn ngày mình khổ mình đi kiếm Pháp. Cho nên á, buồn tụng kinh á, nói buồn mà tu đỡ hơn buồn không tu. Có những người ta buồn để đánh bài, đâu hết buồn đâu. Sau đó rồi mất thời gian, sanh thêm cái bệnh nữa, bệnh ghiền. Rồi thâm thủng tiền của, hoàn toàn không có lợi. Buồn đi uống rượu, buồn đi hút thuốc. Ở chùa mình có một cô giờ cô mất á. Cô hay nói hồi đó chồng đi vượt biên mất tích, con đi vượt biên mất tích, cha con đi kỳ đó mất tích. Cô buồn quá, cô muốn hút thuốc, hút cho chết, chết theo chồng, chết theo con. Ai ngờ đâu con không chết mà giờ con ghiền.
Đó, tự cô lên cô tâm sự như vậy. Thật ra cũng cùng một là một cái khổ, nhưng mà khổ ý thức và chánh niệm và tu, khổ để đưa mình chìm nữa, thì hai cái cách nó khác. Chứ đạo Phật là cái chỗ đó. Thế thì cái người câu người ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ là vậy. Cung ứng cho người ta một cái phương thức nào đó để người ta hết khổ thì rõ ràng. Và thậm chí mới nói mấy bà mấy ông khổ mới vô chùa tu. Ủa không khổ tu chi? Khổ mới tu. Mình đa phần là giống như bệnh mới uống thuốc, chứ ai khỏe đi uống thuốc bao giờ. Thật ra họ có nói vậy cũng đúng, chứ không có gì sai hết. Không có gì phải buồn giận người ta cả. Mà nếu mà mình mà khổ mà tu như vậy là quá quá hay rồi. Giống như bệnh mà uống đúng thuốc, bệnh mà biết tìm thuốc uống. Chứ người ta nói điều đó không có gì sai, cũng không có gì giận hết. Nên nó thất tình nó mới đi tu đó à, cũng được nữa, không sao hết. Thất tình nó đi tu, chứ còn thất tình rồi nó lang bang, nó tìm tình khác mùng 3, mùng 7 rồi càng khổ hơn nữa. À, không có người này cứ ráp vô người khác tạm, rồi mai mốt không hợp ráp vô, chờ suốt cuộc đời ba chìm bảy nổi. Còn thất tình cái dứt hết tất cả các tình, giờ tình Phật, giờ tình của Phật, chứ không có tình lăng nhăng nữa, cũng tốt chứ không sao hết. À, mình thấy là cái tu tập là mình có được cái nhìn đó, tự nhiên mình không có còn giận ai nữa hết. Chẳng qua người ta có cái nhìn sai về mình thôi, chứ không có gì phải giận. Giống như người ta đứng sau lưng thì nói ôi ôi, cái người đó giống như người mù rờ voi vậy đó. Người mù người ta rờ con cái chân con voi, ta nói con voi như cái cột nhà. Tại sao? Tại vì họ chụp ngay cái chân con voi thôi. Rồi họ cầm cái vòi con voi thì nói sao, ô con voi như là cái đường, cái ống nước. Tại sao? Họ chụp đúng ngay cái vòi thôi. Họ chụp cái lỗ tai con voi, nó ô con voi như là cái lá chuối, như cái quạt. Tại sao? Vì họ chụp đúng ngay cái đó thôi. Nhưng mà họ có nói đúng trọn vẹn con voi không? Không. Nhưng không có giận họ. Cái người trí là không có giận mấy người đó, vì mình hiểu được rằng họ thấy cái phương diện nào họ nói cái đó. Cho nên nhiều khi người ta nói mình vậy đó, mình có thể mình nhìn lại coi đúng rồi, người ta nói một phần đó của mình mà. Ta không nói trọn vẹn mình là ai, nhưng mà ta nói một phần đó. Nhưng người ta lầm, người ta chấp, người ta cho mình là một toàn thể cái đó, nhưng mình biết. Cho nên trong câu chuyện đó kể, ông vua thấy nguyên một nhóm người mù ngồi đó mà định diễn tả về con voi. Nhưng mà ông vua là người có mắt, trí sáng, ngồi cười vui với cái người mù đó thôi, đây nhóm người mù đó thôi, mà không có giận họ, không có trách gì họ hết. Vì họ mù mà. Họ dính, cái mù là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái định kiến của mỗi người, cái tà kiến của mỗi người. Cho nên mình mà trong cuộc sống của mình, một trong những cái làm mình khổ là gì? Là cái kiến, là cái thấy đó. Nhớ không? Đời này là ngũ trược á, thì trong đó có một cái gọi là gì? Kiến trược. Mà hễ mà kiến trược rồi thì thế nào cũng sanh ra phiền não trược. Buồn, vui, giận, ghét theo cái kiến của mình. Rồi mình sống như vậy gọi là gì? Kiếp trược, mạng trược. Cho nên đời nói chung là kiếp trược. Trong kiếp trược nó có những cái trược chi tiết. Vậy hiểu được chỗ đó rồi ha. Người mà trở về được với cái chỉ cần mình chịu tu thôi, tu sao cũng được. Câu hỏi cuối cùng. Mỗi ngày mẹ con trì chú Đại Bi, sau đó niệm Phật và hồi hướng. Có người nói không nên trì chú Đại Bi vì có tên của các vị Bồ Tát, mình không rành sẽ bị phiền phức tới gia đình.
Vậy mẹ con có nên, vậy mẹ con nên tụng kinh gì và có nên trì chú Đại Bi nữa không? Quý vị thấy không? Mới nói cái vụ tà kiến cho tà kiến nó xuất hiện. Nếu mà nói rằng tụng Đại Bi là sẽ dính dáng tới tên của Phật Bồ Tát thì trong cuộc sống này chắc không dám kêu ai hết trơn. Bởi vì kêu người nào cũng trúng tên người ta hết trơn. Thí dụ như anh đó, anh Nguyễn, anh Năm, cái nó kêu anh Năm. Ôi không được, kêu tên tôi, tội. Không phải. Có hai trường hợp để mình gọi. Gọi để chửi hay gọi để tán thán. Ví dụ mình tụng là Nam Mô Hắc Ra Hắc Na Ra Dạ Gia. Ở trong đó là mỗi câu là tên, là hạnh nguyện của Quan Âm, là những ứng thân của Quan Âm. Mà mình kêu bằng cái sự thành tâm thì cái này là tán thán hay chửi rủa? Tán thán. Còn ví dụ mình kêu tên người ta để mình chửi rủa, cái này mới khác chứ. Cho nên đừng có nghe người, cái người nói mà người ta nói mà người ta không hiểu ta đang nói gì hết trơn. Ở trong cuộc sống này có những cái người mình gọi để mình ca ngợi. Thí dụ mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là gọi tên ông Phật vậy. Không lẽ kêu vậy, cái nói đừng gọi ông Phật vậy, tên của mấy ổng gọi vậy phiền phức lắm á. Nếu mà không cho trì chú, nói chú Đại Bi có nhiều tên của Phật Bồ Tát, mình không rành sẽ đưa phiền phức tới gia đình mình, thì giờ không dám tụng gì nữa hết, không dám niệm gì nữa hết. Tại vì bỏ chú Đại Bi thì nhầm các Phật Bồ Tát rồi, không lẽ niệm Di Đà không dính tên Phật Di Đà sao? Niệm Phật Thích Ca không dính Phật Thích Ca sao? Và rốt cuộc rồi, cái người này, cái người nào mà đưa ra cái thuyết như vậy đó, không biết họ tu cái gì. Thật sự mấy cái này mình không cần phải nghe, mà hoàn toàn không có chân lý gì hết. Chờ quý vị cứ việc tiếp tục trì chú Đại Bi hay là niệm Phật gì đó tùy mình. Nhưng mà không phải vì cái chuyện ở trong chú Đại Bi á, là 84 câu. Chú Đại Bi gồm có 84 câu, và mỗi một câu là một biểu tượng của cái hóa thân của Đức Quan Âm. Và khi mình thành tâm, mình ở trong, khi mình tụng kinh trì chú là mình thường hay nói thành tâm trì tụng mà. Nghĩa là mình gọi hạnh nguyện, mình đọc tên các vị đó tương đồng với mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là mình gọi ta ngợi tán thán, thì công đức nó sanh trưởng chứ tại sao gọi là phiền phức. Mà ví dụ thôi, một vị Phật, vị Bồ Tát mà mình đọc tên của các vị để sanh phiền phức tới cho mình, thì cái đó gọi được, làm sao được gọi là danh hiệu của Phật và Bồ Tát được. Mà thậm chí chúng ta tu hành là chúng ta phát nguyện sao? Nguyện cho đến mức độ là khi nào chúng sanh nào nghe tới tên con, thấy hình ảnh của con đều phát tâm. Nhớ không? Cái bài tụng đó. Chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài gì đó thoát khỏi ngục hình đớn đau. Đó là hai câu dịch từ cái câu chữ Hán đó. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh. Thấy tướng con, nghe tên con, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Đều phát được tâm bồ đề và vĩnh viễn xa rời cái khổ luân hồi. Thế thì tại sao lại nói là đọc tới danh hiệu Phật Bồ Tát là tới phiền phức? Nếu mình đọc danh hiệu Phật Bồ Tát mà phiền phức thì các ngài chẳng phải là hiệu của Phật, hiệu Bồ Tát. Cho nên mình mới thấy rõ đó, nếu mà chúng ta hiểu cái gì mà không bằng cái chánh kiến, bằng cái chánh pháp, bằng cái chân chánh giáo đó, thì chúng ta sẽ đưa ra rất nhiều những cái tà thuyết, những cái thuyết lệch lạc, và hướng dẫn cho người khác đi vào con đường lệch lạc. Cái đó gọi là nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên đàn mù. Ví dụ như giờ cái vị Phật tử này mà không đưa câu hỏi này ra, thì bắt đầu kêu bà má đừng niệm Phật, đừng trì chú gì nữa, làm gì? Bây giờ bỏ trì chú Đại Bi đi, nó thôi niệm Phật đi, niệm Phật cũng là một hình thức gọi tên. Mà thậm chí mình Việt Nam có một bài nhạc ấy,
còn mãi gọi tên nhau. Rồi mình gọi Phật, gọi danh hiệu Phật Bồ Tát tốt quá chứ có gì đâu được. Thí dụ như mình khổ quá, mình một người nào chăm sóc cho mình, mỗi lần mình bệnh mình kêu tên người đó. Thí dụ mà Pháp Hòa làm việc, mỗi lần mà computer nó có trục trặc cái, Tịnh Tạng ơi lên giúp thầy, Đức Tạng ơi lên giúp thầy. Vậy thôi. Thì mình gặp khổ nạn nào, mình biết cái đối tượng đó có thể cứu khổ mình, mình phải gọi họ. Như vậy mới gọi là Phật Bồ Tát chứ. Và cái người đó có mặt để làm gì? Để thực hiện cái hạnh nguyện của họ. Cho nên quý vị thấy là trong Phật Pháp á, mỗi một vị có một cái hạnh nguyện tùy theo cái khó khăn của mình. Cái đó là gì? Để giúp cho mình khổ cái nào có cái tương ứng đó. Các ngài cùng một mục đích thôi, không có khác đâu. Các ngài cùng một đích thôi. Nhưng mà tại vì chúng sanh mình á, thích gì thích đa dạng, cho nên các ngài cũng đa dạng. Bồ Tát biết tâm ý của chúng sanh, thích còn trang điểm, cho nên các vị Bồ Tát đều có tóc, đều đeo vàng vòng hết. Mấy thầy thấy đây mấy cái tượng Bồ Tát không? Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền rồi đó. Trời, châm rồi cài rồi xuyền rồi vân vân. Đó là gì? Để nói lên rằng các ngài là Bồ Tát nhập thế đó. Chúng sanh thích cái đó. Duy có Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng hình tướng làm sao? Cạo đầu, mặc đồ tu, đó là Bồ Tát xuất thế. Chúng ta tùy thời nào thì chúng ta có những phương tiện đó. Đó, cái dịch Covid này là mình thấy rõ ràng cái chuyện đó thôi. Có ai có những cái nhu cầu nào thì mình ứng theo cái nhu cầu đó. Nói tụng kinh, bây giờ người ta bệnh dịch, người ta không cho đi tới nhà hoàng. Nếu mà mình không có cái phương tiện livestream hay là FaceTime thì cũng đâu có thể giúp được, phải không? Mình nói là tụng kinh phải có mặt ở đó nó mới linh. Bây giờ cái vấn đề giữa cái có mặt để linh hay là tụng để có cái sự linh đó là do cái tâm mình phóng tới. Mình cầm cái chu ly nước này mình rải một cái, sao mà biến sái tam thiên được. Nhớ không cái câu mình tụng đó? Dương chi tịnh thủy, cành dương nước tịnh, biến sái tam thiên, một cái rẫy thôi mà ra cả 3000 thế giới. Cái đó làm sao làm được? Nhưng mà cái gì rải? Cái rải này hay là cái tâm mình rải? Cái tâm mình rải, cái tâm mình phóng ra đó. Cho nên mình, cái ly nước là một biểu tượng. Nước là tượng trưng cho thanh tịnh. Cái nhành dương là một phương tiện quyển chuyển. Hai cái này phối hợp lại với cái tâm thanh tịnh từ bi của mình lưu xuất qua đó, nó đi qua cái nhành dương mình rải ra. Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên. Nó làm từ đâu? Nó làm từ tánh không bát đức. Bát đức, bát công đức thủy đó, lợi cả nhân thiên, làm cho pháp giới sáng rộng thêm. Hỏa diệm, hóa hồng liên, từ một cái ngọn lửa biến ra thành ra một cái hoa sen hồng. Hoa sen nở ra ở trong một biển lửa. Trong cái thời gian biển lửa này nè, đó, Covid nè, nạn dịch rồi, có người sợ hãi, có người lo lắng, đủ thứ hết. Những chương trình học Phật được đưa ra để làm gì? Để trong biển lửa hóa sen hồng. Những người lo lắng, những người sợ hãi, nhờ những thời kinh, nhờ những lời pháp mà họ đang ở trong cái sự lo lắng khổ đau đó, họ an tịnh trở lại. Có phải là hỏa diệm hóa hồng liên không? Từ đó mình Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, ngay nơi họ ngồi trở thành chỗ thanh lương địa, đất thanh tịnh. Thầy trò mình ở đây
cũng thanh lương địa, không ai làm biếng hết. 3 tháng trời trong chùa không ai được làm biếng hết. Một ngày bao nhiêu thời kinh, hết việc này tới việc kia. Thì khi mình làm được cái việc đó, mình không có nghĩ tầm bậy, mình không có tạo nghiệp xấu, ở trong biển lửa mà chúng ta vẫn tác được những cái việc làm thiện lành. Thành nữa mình thấy cái bài tụng đó bây giờ nó trở nên rất thật và rất màu nhiệm, chứ không phải là những cái bài nói cho nó có nói. Và chúng ta thấy rằng cái bài gì Tán Dương Chi đó, Dương Chi Tịnh Thủy Biến Sái Tam Thiên, Tánh Không Bát Đức Lợi Nhân Thiên, Pháp Giới Quảng Tăng Duyên, Pháp Giới Sáng Rộng Thêm. Nếu mình nói giáo lý, mình nói học Phật Pháp chỉ thu gọn đây, cái nó thu gọn. Bây giờ mình đưa ra cái livestream là Pháp Giới Sáng Rộng Thêm. Đây là mình nói cho những trường hợp Phật Pháp. Bây giờ các thầy, các cô, các chư tôn đức hay là các tôn giáo khác cũng vậy, người ta cũng làm cho Pháp Giới sáng rộng thêm bằng cái tánh không bát đức đó. Bát đức của nước là thuần khiết, trong sạch, mát mẻ, êm dịu, trơn láng, mịn màng, vân vân. Người nào tắm ở trong cái nước đó đó, da dẻ trơn tru, tắm xong không đói khát, cái công đức của cái nước đó đó. Có nhiều khi mình đọc sách, mình đọc kinh mà mình không thấy đói bụng là tại vì mình đang ở trong cái dòng suối mát của giáo pháp. Mà cái sữa pháp nó mới nuôi mình được. Và nhờ mình trong cái cảnh khổ mà mình ráng mình tu tập để mình an được, thì ngay nơi đó là đất của thanh lương, gọi là thanh lương địa. Thôi hết giờ rồi, mình xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng đã gửi câu hỏi và chịu khó ngồi lại để chúng ta cùng chia sẻ những Phật pháp với nhau. Thì trong quá trình chia sẻ những câu hỏi, có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Nếu cái nào mà quý vị chưa có hài lòng thì xin cầu thỉnh ở các bậc tôn đức khác nữa để làm cho cái hiểu của mình được thêm nữa. Cảm ơn đại chúng để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.